Tiếc nuối. Quý vị bên đó nghe rõ không? Nghe AirPods là gì à? Testing, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ. Dạ rõ dạ, thầy. Rõ hả? Con xin chào thầy. Rõ. Dạ rõ rồi. Con xin chào thầy. Dạ, đi Phật chào thầy, con rõ rồi. Dạ. Con nghe rõ. Rồi. Dạ. Mấy cô này thấy. Không thấy thầy được chưa? Sao mất thần vậy? Con bị mất hình rồi thầy. À, mất hình rồi. Đứng đúng vậy. Cái đó không nhìn được rồi hả? Có hình rồi. Đâu có hình ai nha. Bà này tên Diệu nào? Con thấy hình của bạn. Mình để nó đi làm gì? Bị echo. Dạ, mô Phật. Chào thầy. Bây giờ mình không thấy thầy đâu, thấy mình đâu. Mình ở đâu? Mình thấy thầy rồi. Mình thấy thầy được rồi. Nhìn thầy, nhìn thầy đẹp quá. Con sung sướng nhìn thấy thầy. Dạ, ái về Phật, con chào thầy. Thấy thầy được rồi. Chào mấy Phật tử online. Vô nè. Mình đã. Đâu mình đâu không thấy. Đâu thấy mình đâu. Đâu mình đâu. Ở chừng nào cái này. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mời đại chúng cùng chắp tay, chúng ta sẽ niệm danh hiệu Phật Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thân ca mâu ni
năm. Thì sau 5 ngày có tu mùa đông và hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020 tại Bắc Mỹ thì chưa tới giao thừa, nhưng mà chắc chắn Việt Nam đã bước sang ngày 1, hoặc là những nước khác thì cũng có thể là đã bước sang ngày 1 tháng 1 rồi. Trước hết xin chúc mừng năm mới cho tất cả quý vị nào đã đón giao thừa. Chúc quý vị năm mới được an lành. À, tất cả quý vị nào sắp sửa đón giao thừa thì mình chuẩn bị tinh thần để đón mừng năm mới. Và hôm nay theo chương trình thì chúng ta sẽ có một buổi pháp đàm để chia sẻ. Thì pháp đàm là một buổi chia sẻ Phật pháp, và không nhất thiết là phải đặt câu hỏi, mình có thể chia sẻ những gì mình muốn, có thể là những kinh nghiệm gì mình đã đạt được trong một năm qua, những niềm vui hay những cái gì mình học hỏi được, mà đặc biệt là Pháp Hòa và quý vị được lại gần gũi hơn nữa nhờ cái dịch. Nói chỉ nhờ là mình nói cho nó vui vậy đó, cũng là trùng trùng duyên khởi đó. Nhờ cái dịch mà Pháp Hòa với quý vị lại được gần nhau hơn, lại được học hỏi với nhau nhiều hơn. Thì vì tối nay là tối giao thừa, quý vị có thể giơ tay cúng dường đại chúng một bài hát hay là chia sẻ một bài thơ, tùy làm sao mà chúng ta có được một không khí sinh hoạt vui đầm ấm trước giờ giao thừa. Thì tối nay thì thầy Huệ Tạng sẽ là người giúp chúng ta điều hành cái chương trình tối hôm nay với em Nguyên Lập. Hai vị sẽ điều phối để giúp mình giúp Pháp Hòa lo cái chương trình tối hôm nay. Thì trước hết là xin cảm ơn và kính chào toàn thể đại chúng đã đến với chương trình pháp đàm tối hôm nay qua hệ thống Zoom. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi pháp đàm thật là vui, thật là ý nghĩa và đầy kỷ niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Phật, thưa đại chúng, nếu quý vị trên online muốn chia sẻ thì xin nhớ dưới cái screen này, dưới có cái bấm cái nút reaction, thì quý vị có muốn chia sẻ thì cứ có hiện sẽ hiện lên như vậy. Dạ. Yeah. Thì vị nào có muốn chia sẻ thì cứ bấm reaction để phải tạm biết và cho quý vị chia sẻ. Dạ, yeah, cũng xin hết. Giờ có vị nào tiên phong lên mở màn chương trình pháp đàm bằng bản nhạc và một bài hát? Có bữa nay là thầy Thiền Thu và thầy Hồng Thu Đường Thiền Hạnh Hạnh Thiền đưa nó chỉ giơ tay đó. Dạ, mời Hạnh Thiền. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin chào thầy, các quý thầy cô và các quý đạo hữu. Con tên pháp danh là Hạnh Hiền, con đang sống ở miền Nam California. Thì nhân dịp cuối năm và đầu năm ở bên Việt Nam, thì con xin chia sẻ một bài thơ mà con đã viết vào năm nay, năm 2020. Bài thơ này á, con viết là cho chính bản thân của con, nhưng mà con thấy cũng có thể chia sẻ được. cho con xin phép con đọc bài thơ nha. Yeah. Dạ, bài thơ này tên là Hãy Chậm Lại. Hãy chậm lại, chứ đừng nên vội vã. Hãy chỉnh chu, tươm tất cho chính mình. Hãy bắt đầu như tia nắng bình minh, đem ấm áp đến muôn người muôn lối. Hãy chậm lại, lắng nghe từng lời nói. Hãy quan tâm đến sự việc chung quanh. Hãy tư duy, quán chiếu mọi sự tình. Đừng vội vã, nói lời không chín chắn.
dù chuyện chi cũng lấy lòng thành thật, lòng yêu thương hiểu biết và bao dung, để ngày mai khi đời có vô thường, không hối hận, ăn năn và nuối tiếc. Trước khi ăn cũng cần nên chậm lại, nên cảm ơn từng hạt gạo miếng rau, biết bao nhiêu công sức đã góp vào, cho ta có một bữa cơm no đủ. Hãy chậm lại dành thời gian một chút, hãy chú tâm đến hơi thở của mình, hãy mỉm cười và thư giãn châu thân, hãy nhận biết mình vẫn còn hơi thở. Dạ, mô Phật khá rạ. Hay quá, cảm ơn chị. Bài thơ rất hay. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn sau như. Thank you. Rồi, dạ ai nữa? Xin mời. Ai tên gì mà? Dạ, anh Kiều. Anh Kiều. Nhiều con, nhiều Diệu Ngọc. Dạ, mời cô Diệu Ngọc. Dạ, con không biết thầy có nghe được thấy con chưa ạ? Dạ, dạ, con kính xin đảnh lễ thầy, con xin đảnh lễ thầy Huệ Tạng cùng tất cả quý thầy sư cô ở Thiền viện Trúc Lâm. Đây là con mơ ước được một ngày sẽ được qua tận nơi để gặp thầy ở Canada. Con mơ ước ngày đó khi hết Covid rồi, con sẽ có dịp được qua đảnh lễ thầy. Và hôm nay con sung sướng được gặp thầy. Con xin thứ nhất là con mong muốn xin thầy là con rất muốn hiểu biết về kinh Chú Đại Bi. Thầy có giảng Chú Đại Bi rồi, nhưng mà con muốn là thầy sẽ giảng, chắc là do lỗi của con không có theo dõi được hết, nhưng mà con vẫn muốn là thầy giảng Chú Đại Bi nhiều trong một cái video riêng, hoặc là cứ tiếp tục các video cũng như các bài sám của Mẹ Quan Âm. Rồi con muốn thưa với thầy là con muốn biết là cái bài sám Mẹ Quan Âm, mấy bài khơi nguồn suối yêu thương, thì có phải hai bài này có liên kết gì với nhau, hoặc là tại con thấy nó hơi giống. Con thì con cũng thấy thầy hay dạy hay đọc mà khơi nguồn suối yêu thương ấy, nhưng mà con chưa thấy, tại vì bên Việt Nam con xin lỗi từ nãy con không nói tên con là Diệu Ngọc. Con là Đam Ngọc ca sĩ ạ. Con ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin lỗi, con nói lại. Dạ, thì ở bên Việt Nam con thì lại hay đọc kinh sám Mẹ Quan Âm trong tất cả các lễ, cho nên là con thấy là cái khơi nguồn suối yêu thương đó thì có phải là giống không thầy? Dạ, cái đó là bữa nay mà con rất muốn thầy giảng những cái ý nghĩa của các bài như là vãng sanh chân ngôn, rồi những cái bài sám con rất là mong muốn được hiểu về cái ý nghĩa của các bài sám á thầy, cho nên con hy vọng là con sẽ thầy thì con biết là thầy giảng rất là nhiều rồi, nhưng có lẽ là con cũng không theo dõi được hết á, cái lỗi này chắc cũng do con, nhưng mà con muốn là thầy giảng video một, thí dụ một video thì là một bài sám là cụ thể đó thầy. Thì con xin lỗi là con nói như vậy, không biết có phải đạo không ạ. Xin thầy tha lỗi cho con. Và cái điều thứ hai con xin mấy thầy là hôm nay cũng là nhân là cuối năm, ngày đầu năm, thì con xin mấy thầy là xin thầy phát cái video mà con đảnh lễ cúng dường thầy, bài Gương Sen Tây Trúc. Con rất mong muốn là thầy phát video để cho tất cả đạo hữu chúng con được tri ân thầy, được thầy
hướng dẫn theo ánh sáng của Phật Pháp. Chúng con sung sướng quá thầy lắm. Con nhìn thấy thầy là con thấy sung sướng rồi. Nước mắt của con đã chảy ra. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Xin thầy cho phát video ạ. Và con rất mong muốn là sẽ có những dịp để mà gặp được thầy trên phòng Zoom như thế này. Chúng con thật là sung sướng khi được trực tiếp mà nghe giọng của thầy và được thầy trả lời. Điều này là điều phước báu vô cùng, tại vì thầy bận lắm, thầy không có thời gian, mà thầy còn cũng mệt mỏi trong người nữa chứ. Cho nên là thầy mà được thầy mà trả lời như thế này thì chúng con không biết lấy cái gì có thể là tỏ lòng tri ân của mình đối với thầy được. Con xin tri ân đảnh lễ thầy rất là nhiều ạ. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả quý thầy đã tạo nên được cái online để con đọc kinh thường xuyên, con được lễ thường xuyên. Và con thực ra thì con nhìn kinh ở trên online, con đọc theo chứ con không có những cái cuốn riêng. Mà có cuốn riêng thầy cũng có cho trên đường link cuốn riêng, nhưng mà mở ra thì nó hơi lâu, thành ra là con thực tế là con chỉ có nhìn chữ ở trên màn hình để online đọc theo ạ. Điều này điều phải nói thầy rất là kỹ trong mọi vấn đề, cho nên chúng con thật sự là rất là sung sướng khi được thầy quan tâm cặn kẽ như vậy. Con xin cảm tạ ơn thầy rất là nhiều. Dạ thầy. Dạ. Thầy Di Đà Phật, kính thưa cô và đại chúng, Pháp Hòa có chú giải từng câu của chú Đại Bi ở trong một dạ. Nó tên là lòng từ vô ngại, lòng từ vô ngại, chín dĩa. Cái bộ CD đó là tổng cộng chín dĩa, có chín buổi. Và Pháp Hòa có chú giải thích từng câu của chú Đại Bi. Còn quý vị muốn biết 10 bài chú như là Tiêu Tai Cát Tường, rồi chú Vãng Sanh, vân vân ở trong thập chú đó, thì quý vị nghe bộ Đại Bi thập chú. Nó có hai bộ đó, Pháp Hòa giải thích từng câu chú đó. Và có nói xuất xứ của mỗi bài chú đó, trích ra từ một bộ kinh thạc. Quý vị dạ 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 con hiểu rồi ạ. Dạ dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ sao ạ thầy? Dạ được rồi con, cảm ơn con. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ mọi người kế tiếp là xin nhắc là mình không có thời gian nữa, cho nên quý vị cố gắng mình gọn trong khoảng vài phút, 4 phút maximum. Cái kế tiếp là Khang Nguyễn. Khang Nguyễn. Dạ Khang Nguyễn, mời Khang Nguyễn. Dạ con chào thầy, thầy có nghe tiếng con không ạ? Dạ con kính đảnh lễ thầy. Dạ thầy cho con có câu hỏi là tại vì con rất là thích lễ Phật, con thích tụng kinh á, nhưng mà có cái bài sám thì lúc con đọc thì con nhìn Phật cái tâm con giống như là khởi lên cái ý là không có tốt với Phật á. Con rất là sợ khi mà lên tụng kinh thì con rất là sợ, con sợ con bị tội á, nhưng mà con sợ lắm, con muốn gặp thầy để con hỏi thầy chia sẻ giúp giùm con, chỉ giúp giùm con như vậy là có bị đọa không ạ? Và cái việc mà chị đang tụng kinh thì chị sở tâm việc này việc kia đó thì không phải riêng mình chị, ai cũng bị hết. Khi mình tụng kinh có thể mình suy nghĩ việc khác, hoặc là đôi khi mình bị cái chú duyên và khi vào tụng kinh thì mình suy nghĩ những chuyện tầm bậy. Thì cái chuyện tầm bậy đó thì tự mình biết nó bậy cỡ nào thì mình đừng có sợ tội gì hết, cái đó không có gì. Dạ. Đó mình biết là cái chú duyên của mình. Dạ. Phát vô cho con đủ định tâm để con kỳ kinh tập lọt, cái đó là do mình tâm mình sáng hối cái nghiệp đúng con nó biết thì cái chuyện bình thường, nhưng có những cái kinh tế hơn nó tế nhị hơn thì chúng ta không có gì tội hết, hoặc không có trách móc gì mình với chuyện đó hết. Mà chính vì Phật và Tổ
Cho nên những ngày ví dụ của chúng ta là thiền, những cái phương pháp hành trì là cố ý là để chúng ta giảm đi cái vọng tưởng tạp vọng đó, để đưa tâm mình trở về và tiếp nhận những cái lời dạy sau. Những sợ là hết cứ tiếp tục tụng kinh, tiếp tục hành trì, chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì đó mà. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Dạ, mời đạo hữu Lê Lê. Lê Lê. Mời Trúc Thiên. Mời Trúc Thi. Dạ. Trúc Thi, Trúc Thi. Dạ. Mời cô Trúc Thi. Dạ. Cô phải bấm cái nút ở bên cô mới nói được. Xin thưa là mình không nhất thiết phải đặt câu hỏi, mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong một năm qua mình tu tập như thế nào, hoặc là do cái dịch này mình đã học hỏi được gì từ cái lần đại dịch này, hoặc là những cái gì khó khăn trong cuộc sống mình đã vượt qua được, mình có thể chia sẻ để các bạn, các vị khác cũng có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của mình, không nhất thiết phải là câu hỏi. Thì có cô Khánh Liên. Khánh Liên. Dạ mời cô Khánh Liên. Dạ con xin cảm ơn thầy Đức Tạng unmute con ạ. Dạ, con xin đảnh lễ thầy và các quý thầy ở tu viện. Con tên là Khánh Liên, pháp danh Tâm Nguyên Tường ở tiểu bang Washington. Trước hết con xin chân thành, thành kính cảm ơn các thầy, tri ân các thầy đã tạo cơ hội cho con và các bạn hữu, bạn đạo của con có dịp dự những các khóa tu. Và riêng con thì trong những tháng vừa qua là mặc dù COVID là một cái biến cố không may cho toàn thế giới, nhưng mà đối với con nó cũng có những mầu nhiệm riêng, là nhờ vậy mà con được đạt được cái tâm nguyện của con là dự khóa tu ở tu viện Trúc Lâm và được hân hạnh tụng kinh với các thầy mỗi tối và buổi sáng trong cuối tuần và lễ hàng tuần. Con xin thành kính tri ân quý thầy và các toàn thể chư tăng ở tu viện. Con xin thầy hoan hỷ cho con có một câu hỏi là ở bên Mỹ có một cái tờ giấy gọi là Physician's Directive với thầy, cũng như là chỉ thị cho bác sĩ đó, là nếu mà mình ở trong trường hợp mà phải bị intubate, là cũng như là trong ống dưỡng, phải dùng ống dưỡng sinh á, thì mình có thể cho phép bác sĩ rút ống ra để cho gia đình không có hoang mang, tại vì con biết là nhiều khi là gia đình cũng không có muốn rút ống, là để tại vì rút ống là sẽ mất. Con xin phép thầy cho con biết là cái điều này có vi phạm gì với những lời Phật dạy, Phật giáo không thưa thầy? Dạ con xin cảm ơn thầy. Thưa cô là Pháp Hòa không biết, nhưng mà Pháp Hòa theo cái kinh nghiệm bên này á, thì khi mà mình bác sĩ nói là người đó không có thể tiếp tục sống được nữa thì yêu cầu là mình rút ống, nhưng mà rút ống nghĩa là mình ngưng cái sự chết của họ,
chỉ là mình không tiếp tục trợ lực để cho họ thở bằng cái máy đó nữa thôi, mà họ, dạ, vâng. họ phải tự thở bằng khả năng của họ, đến khi nào họ mòn mỏi, họ kiệt sức thì cái vị đó sẽ ra đi. Thì theo dạ. Thì ở trong trong Phật pháp đó, thì mình không có quy định một cái vấn đề gì, nhưng mà chúng ta giải quyết được cái việc gì đó, thì nó phải tùy vào cái hoàn cảnh cũng như cái người bệnh cũng như là những người trong gia đình quyết định như thế nào thì tùy, nhưng mà theo cái bài thì nó cũng không có lỗi gì, tại vì không phải là mình cố tình ép người ta chết, không phải vậy, mà mình không tiếp tục trợ những cái máy để cho người ta thở bằng máy nữa, mà họ phải thở tự những cái sức lực của họ đến khi nào hỏi họ ra đi. Và có bạn thấy nhiều khi họ nói vậy, cái rút ống xong rồi cái người kia có thể thở như vậy mà suốt một ngày, hai ngày sau, ba ngày sau, bốn ngày sau mới mất, đến khi nào mà chính cái người đó họ còn sống họ cũng muốn như vậy. Có nhiều khi mình cũng wish được như vậy, mình cũng nhận là đến khi nào mà cảm thấy không thể cứu mình nữa thì cứ cho mình đi nhẹ nhàng, cái điều cũng cần cự mình nữa. Mà Pháp Hòa ở đây là Pháp Hòa có một vị Phật tử là từ hồi tháng 12 năm ngoái là cái vị này đã hấp hối và bác sĩ nói là phải rút ống cho đi, rồi cuối cùng cô biết sống tới bây giờ luôn, sống tới bây giờ luôn, rồi bây giờ không còn nằm trong lon lon trên khe mà lại cho về nhà. Tuy nhiên là không có phải là mạnh khỏe gì, cứ nằm thở như vậy rồi các con lâu lâu nấu cho chút thức ăn như vậy thôi, mà nhìn không biết gì hết đó. Thành thử ra có hoài nghĩ cái đó không phải là mình ép người ta chết đâu, mà cái đó là mình để cho họ tự họ sống theo cái khả năng của họ, rồi khi mà họ qua được cái thời kỳ nguy hiểm đó thì lại bác sĩ thấy là ồ này tiếp tục survive thì lại tiếp tục cho những cái dụng cụ để support cho họ, còn lúc đó là phải quyết định như vậy thôi. Thì không, mình không có lỗi là mình cố tình giết. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Con xin chào thầy. Có câu hỏi. Bây giờ quý vị nghe có bằng rõ hơn không? Có ai có chia sẻ gì thì xin mời tiếp tục. Thì luôn. Cô Khánh Liên có bài hát gì cũng dừng đại chúng không? Dạ, con không có sửa soạn thưa thầy. Con cũng rất muốn nhưng mà tại vì không biết là có thầy có thời gian hay không, thành ra con không có sửa soạn, con chỉ có câu hỏi hồi nãy thôi. Dạ, con xin mời thầy. Dạ, sửa soạn rồi. Dạ mời Trung Quế anh. Kính chào thầy, chúc thầy năm mới nhiều sức khỏe, an lạc. Thầy có nghe con nói không thầy? Alo. Alo. Thầy có nghe con nói không thầy? Cái microphone con nghe thầy hơi nhỏ thầy. Nghe nó nhỏ và nó bị đứt quãng. Nghe không? Dạ, dạ rồi. Dạ, à, thì con có một số câu hỏi liên quan tới lại hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là con, tự nhiên con hay đi chùa thầy, thì có một lần là có người khi mình vô tình á đi quay lưng với Phật á, thì có nhiều cô Phật tử nhắc là không được như vậy, thì nhắc vậy là đúng, nhưng mà ý là mấy cổ hay nói là các cổ hay nói cái cô Phật tử hay nói là đi chùa nếu mà không cẩn thận á thì sẽ gây nghiệp nhiều hơn là có phước. Nên nhưng mà con suy nghĩ á thì con nghĩ là nếu như mà mình làm việc một việc nào đó mà với cái tâm, có nghĩa là phước hay là tội là có phải từ tâm sinh đúng không thầy? Nếu như mà mình làm việc đó với cái, ví dụ như con quay lưng với Phật đi, thì mà cái việc đó với cái tâm là
phỉ báng Phật, khinh chê Phật thì cái việc đó mới có tội. Còn nếu như không không con chỉ là vô tình và không phải làm việc đó với cái suy nghĩ xấu thì sẽ thì không thì thì nó có ý nghĩa như thế nào thầy ha? Với cái câu hỏi thứ hai của con á là liên quan đến việc phóng sanh, nhưng mà trước khi con qua câu hỏi thứ hai thì thầy có thể trả lời cho con câu hỏi thứ nhất chứ không thầy? Thật ra thì cái vấn đề mà chúng ta đứng xoay lưng lại với Phật á, là tất cả đều từ cái tâm cung kính của mình thôi. Thì giống như con đi chùa hay là con lỡ con quay lưng mà các vị khác á, mà có góp ý á, thì cũng trong cái tinh thần nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ Phật giáo Việt Nam á, là không có quy định là tất cả Phật tử đi vào chùa không được quay lưng với Phật. Bằng chứng là đứng chụp hình trước Phật rất là đông, rất là nhiều. Phải không? Đứng ngay trước tượng Phật mà xoay lưng lại luôn, chứ đừng nói là đi là vô tình nữa, là đứng ngay rồi chụp hình nữa đó. Nhưng mà riêng Phật giáo Tích Lan á, ở bên Phật giáo Tích Lan á, là nó trở thành một quy định rõ ràng là tất cả những người nào đến thăm chùa là không được đứng trước tượng Phật chụp hình. Thậm chí mà đứng, họ chỉ có thể đứng hai bên và xéo xéo cái lưng chứ cũng không được ngay cái lưng đối với bàn thờ. Đó là quy định. Thành nữ đó là quy định rồi thì tất cả đều phải tuân hành như vậy. Còn đối với Phật giáo Việt Nam thì chúng ta không có một cái quy định đó. Tuy nhiên mỗi người Phật tử chúng ta tự thể hiện cái tâm thành kính của mình đối với Đức Phật. Ví dụ có những người, người ta không xoay lưng với Phật, người ta đứng ngay trước Phật, nhưng mà cách ăn mặc họ không thể chấp nhận được. Một Phật tử đi chùa mà mặc quần mặc áo không có đúng là một cái cách của một người Phật tử thì sao đây? Thật ra tất cả giống như con nói vậy đó, từ cái tâm của mình. Tuy nhiên tự chúng ta phải chỉnh chu mình như thế nào khi chúng ta bước vào chùa. Thứ nhất không phải là đối với, thứ nhất là mình đối với Đức Phật. Thứ hai là mình còn bao nhiêu người phàm người ta đứng xung quanh mình. Đôi khi Phật thì bất động rồi, còn người phàm ta thấy người ta động. Thành ta động thì có nhiều dạng động lắm. Động bằng cách là người ta cảm thấy thích thú, hay là người ta bực bội, người ta phiền não. Động nó có nhiều cách. Cho nên đừng để cho người khác bực bội khi mà người ta thấy mình có cái vẻ không có tôn kính. Hoặc là người nếu mà gặp một cái người nào đó họ cảm thấy họ thích thú với cái cách ăn mặc mát mẻ của mình thì tạo cho họ một cái ý niệm không tốt khi họ đối diện với mình ở trong chùa. Vì vậy cho nên thứ nhất là đối với thập Phật tử thì chúng ta nên để ý cái y phục của mình khi chúng ta đi vào chùa. Nếu hôm nào chúng ta cảm thấy là do chúng ta lỡ đường, ăn mặc không có được tươm tất thì thôi, mình đứng bên ngoài mình xá cũng được. Chứ còn mình đi vào trong chùa thì đôi khi nó không có được trang nghiêm. Có nhiều chùa thì người ta có chuẩn bị một số áo tràng để cho quý Phật tử mặc. Nhưng mà nhìn nó cũng mắc cười lắm, tại vì mặc cái quần đùi rồi xong rồi ở trong mà mặc cái quần, mặc cái áo tràng nó lưng lửng vậy, thành thử đi vô nhìn nó cũng nhìn nó cũng tức cười nữa. Thấy không? Thành thử ra thôi thì cái đó là cái phần tự chúng ta thôi. Còn về phần con thì con lỡ con xoay lưng thì cũng không có gì tội, cái đó là con lỡ thôi. Huống chi là mình không có quy định. Cái thứ hai nữa đó, có một cái điều là chúng ta nên để ý á, là khi chúng ta nhắc nhở ai một cái điều gì đó, chúng ta đừng có dùng cái từ là làm như vậy là tội đọa. Đạo Phật không phải là một cái đạo mà hù dọa người ta cái gì cũng đọa địa ngục hết. Thí dụ mình nói con lần sau á con đừng có đứng dậy nha, mình đứng dậy mình có không có được tôn kính đối với Phật. Mình nói như vậy thì nghe nó nhẹ nhàng, chứ tự nhiên mình nói trời ơi xây lưng vậy đọa địa ngục, nghe không, đi chùa rồi phước đâu không thấy mà thấy tội cả đầu đó. Cái lần sau nó thôi để con ở nhà đi, tại vì con ít phước quá mà đi chùa con chập con mất phước hết trơn. Ở nhà con bộ không mất phước, đi chùa hồi mất phước hết trơn, tại vì đụng vô gì cũng mất phước hết, mà phước không có nhiêu mà cứ đụng vô là mất thì thôi dám đi chùa nữa đâu. Không, thành thử ra đừng có, mình phải nên khéo léo dùng những cái từ. Không phải mình hiểu cái ý của cái vị đó là tốt, nhưng mà đôi khi mình không có biết cách mình sử dụng những cái cách thứ đó đó, thì mình tự nhiên mình làm cho cái người khác á, người ta nhìn vô đạo Phật là một cái tôn giáo mà gọi là hù dọa bắt nạt, chuyện gì cũng là địa ngục, chuyện gì cũng đọa hết. Không phải vậy, phải không? Đọa là khi tâm chúng ta thật tâm chúng ta
cố tình làm những cái việc mà gọi là phỉ báng hay là bất kính, thì cái đó là đọa. Đây là gì? Tự mình khổ đau, tự mình cảm thấy mình khó chịu, mình đối với Đức Phật. Còn cái này mình vô tình. Còn đối với những Phật tử nào mà làm việc trong chùa, khi ai đó làm cái gì nó chưa đúng hay là mình cảm thấy nó chưa có cái sự tôn kính, thì mình nên nhẹ nhàng mình giải thích và mình hướng dẫn, con đừng có làm vậy, nó thiếu cái nhẹ nhàng, thiếu cái oai nghi, thiếu cái lễ đối với Phật, tâm bảo vậy thôi. Đó là mình tự mình, chứ Đức Phật không hề đặt cái gì hết. Đức Phật chưa bao giờ đặt một cái điều gì đối với chúng ta phải làm với Ngài cả. Nhưng mà chúng ta làm gì là chúng ta hết lòng đối với Phật thôi. Cho nên con cũng đừng có ngại cái chuyện đó. Cái quan trọng thầy chỉ mong là Phật tử trẻ đi chùa, mình để ý là cái cách ăn mặc của mình. Và nói chung là tất cả Phật tử nam hay là nữ cũng vậy. Có đôi khi một vị nam mặc một cái quần xà lõn, một cái quần đùi, đi picnic, đi ngoài công viên, mặc cái áo ba lỗ vậy. Và thậm chí có những người họ đi lên chùa, họ cúng thất, họ cúng cho người thân họ, mà cũng mặc đồ giống như đi ra ngoài công viên chơi vậy đó. Thì mình nhìn thấy nó thiếu cái sự tôn kính. Mà trong khi đó mình đi tới nhà bạn mình đi chơi á, một người ta mời mình ăn bữa tiệc thôi, là mình là áo sơ mi, tay dài, ủi lắng con, đầu rồi chải, mà hãy đi chùa ăn mặc nhìn nó thiếu cái tôn kính. Thành ra mình nên để ý cái đó lại thôi. Phật giáo không có bắt buộc mình phải là một cái bộ đồ vest như thế này, nhưng chúng ta phải thể hiện cái lòng cung kính của chúng ta ngay cái cách ăn mặc của mình. Cái đằng nhìn mình cung kính trong lòng sao không biết, nhưng mà ngoài là ta nhìn ít nhất là cũng phải được một cái thể hiện qua cái y phục của mình. Và như vậy đó, chẳng những mà chúng ta biết, mà biết trước nhất là biết gì? Biết cách sống. Cách sống ở đây không phải là cách sống, là ở đây chúng ta nói là cái ăn, cái mặc. Mà cái ăn mặc của chúng ta mà không thể hiện được đúng môi trường, đúng hoàn cảnh, thì chúng ta không phải là người biết sống. Cho nên để ý cái đó thì chúng ta sẽ thấy được cái con đường tu tập của mình. Nó chỉnh chu từ ở cái ăn mặc, từ cái bước đi của mình, từ cái thể hiện của mình. Trong lòng mình sao không ai biết, nhưng tôi nhìn anh là tôi đã hiểu anh nói cái gì với tôi rồi. A Di Đà Phật. Thầy, với lại con có một câu hỏi nữa là liên quan đến vấn đề phóng sanh đó thầy. Thì liệu mà mình phóng sanh, mình có nên đến những cái nơi mà nó chuyên bán cá để phóng sanh không thầy? Tại vì con nghĩ là như vậy, tự nhiên con lại nghĩ là có mình làm một hành động tiếp tay cho người ta tiếp tục mua cá hay là bán cá như vậy á, thì con suy nghĩ như vậy có đúng không thầy? Với cái thứ hai là nếu như mà khi mà con phóng sanh á, thì con hay nghĩ tới cái việc là lỡ như mà con thả cái con cá đó xuống một cái kênh rạch mà nó không đúng cái môi trường của cái con cá đó thì nó bị chết, thì mình có mang tội sát sinh không thầy? Thầy có trả lời cái câu này rất nhiều lần, đặc biệt là một lần bên Nhật á, thì Phật tử có đặt câu hỏi đó thì cũng đã có câu trả lời, đó là mình phóng sanh hay là mình sát sanh. Thì cái đó chúng ta phải để ý lại. Thật sự ra cái cách phóng sanh không phải là mình đi đặt. Phóng sanh nghĩa là mình đi bên đường, ở trên đường mình đi, mình thấy người ta mua bán chim, bán cá ở ngoài chợ. Ví dụ như cái bà đó bà bán 20 con cá, mình đi ngang mình thấy vậy mình mua mình thả. Không có cần phải đặt, có là bất cứ một cái giây phút nào mình vô tình mình thấy. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ đi, mình đi bên đường mình thấy một cái miễn chai nó nằm bên đường, mình cầm cái miễn chai đó mình bỏ vô thùng rác á, mình gói lại cũng là phóng sanh đó. Tại vì mình không làm cho người khác bị tổn thương, bị đứt chân, bị thương, cũng là phóng sanh. Mình phải hiểu cái chữ phóng sanh nó rất là rộng, là mình cứu tế giúp cho người ta có sự sống, chứ không phải đối với con vật không. Con vật là một thôi, rồi con người mình sao đây? Thí dụ biết bao nhiêu người đói nè, sao mình không cho người ta ăn, cho ta sống đi, cũng là phóng sanh. Không, đâu phải là mình đừng có gò mình vô một cái chữ phóng sanh phải là con vật. Mà trong khi đó phóng sanh có rất nhiều cách, mà nó rất là linh động, nó rất là thiết thực, và chúng ta nên thể hiện cái điều đó. Và có một cách phóng sanh hay hơn nữa đó là chúng ta ăn chay. Thí dụ một tháng mình ăn chay 10 ngày là mình đã tha được 10 con vịt rồi, 10 con gà hay 10 con cá rồi. Không, mà quý vị sẽ thấy rằng đối với đạo Phật á,
những cái ngày lễ của các vị Phật, các vị Bồ Tát là một ngày đại phóng sanh. Tại vì tất cả những người nào có tâm đối với Phật Pháp đều ăn chay ngày đó hết. Thì quý vị cứ tưởng tượng, thí dụ bây giờ mình có 1000 Phật tử kỷ niệm với Phật Di Đà mà ăn chay hết, có phải là ngày hôm đó cá, vịt, gà đều được tha không? Đó là một hình thức phóng sanh. Thật ra mình phải có một cái tâm niệm phóng sanh nó rất là rộng. Đó, rồi bao nhiêu người xung quanh mình người ta khổ nè, thấy không? Rồi người ta khổ, người ta đòi tự vẫn, người ta chết nè, mà mình có lời khuyên cho người ta để người ta quật cường lên, người ta sống tiếp tục, cũng là phóng sanh. Mình ăn chay là phóng sanh, mình đi đường mình thấy cái đinh mình lượm vô mình bỏ để người khác không đạp bị thương cũng là phóng sanh. Mình thấy một cái chai nó đứt, nó bể bên đường, mình hốt lên cũng là phóng sanh. Mình thấy một cái ổ kiến nó rớt dưới nước cũng là phóng sanh. Chứ không phải đợi mình có tiền mình đi mua, mà đặc biệt là đi ra đặt, ngày mai tôi cần 300 con chim để tôi phóng sanh nha, mai tôi cần 500 con cá nha, là mình xúi đó, anh đi bắt đi, anh đi bắt đi. Phải không? Thành thử ra cái cách đó không phải là cách phóng sanh. Và chúng ta phải nên để ý lại cái việc đó. Mình đừng có làm hình thức á, để cho người ta biết rằng mình phóng sanh bao nhiêu trăm con cá, bao nhiêu ngàn con cá, để lấy một cái điểm. Mình được một cái điểm mà trong cái đó bao nhiêu con nó phải chết. Rồi thậm chí người ta nhốt nó trong một cái lồng hàng mấy trăm con. Tới hồi mà sổ ra là nó thôi về cho tôi chết đi, bay nổi nữa. Nó nói với, nếu mà nó nói được, nó nói cho tôi chết trong này còn sướng hơn nữa. Giờ bay hết nổi rồi, nó ngộp quá, nó chết trong đó rồi. Thành ra là mình nên để ý cái việc đó. Dạ. Dạ, mời anh Lê. Dạ, mời cô. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, kính trước hết con đầu năm con chúc quý thầy ở tu viện thật nhiều sức khỏe và tinh tấn càng ngày được viên trọn. Kính thầy, con trước hết cho con hỏi thầy là cái tên pháp danh của con á, thầy có nghe không à? Dạ nghe. Dạ dạ. Con có email hỏi thầy cái pháp danh của con là Trúc Thảo Hiển, con muốn biết ý nghĩa của cái tên pháp tự của con ạ. Trúc gì cô bảo à? Trúc Thảo Hiển. Dạ. Dạ. Chữ trúc á là tượng trưng cho cái cây trúc. Ý muốn nói là người sống và tâm mình rỗng rang và thẳng tắp như cây trúc vậy đó. Cây trúc là để tượng trưng cho người quân tử luôn luôn là rỗng lòng mà thẳng, tuy nhiên không có buông thùa, không có mông lung, không có phóng túng. Vì vậy cây trúc nó có từng cái mắt, từng cái tiết để tượng trưng cho cái chừng mực của một người quân tử. Thí dụ như mình thẳng lòng, nhưng mà mình phải có cái chừng mực ở đâu, nói như thế nào. Hiển là gì? Là mình hiển, làm hiển bày lên. Chữ thảo là mình là một là tốt, là đẹp. Nhưng mà chúng ta thể hiện cái, chúng ta hiển bày cái đó một cách rất là tinh vi, một cách rất là đẹp, gọi là trúc thảo hiển. Dạ. Dạ, mô di Phật, con cảm ơn thầy. Với lại thật sự con cũng muốn chia sẻ qua cái mùa dịch này, con cũng rất học hỏi rất nhiều điều từ của quý thầy, cũng nhờ qua live stream online con cũng rất học nhiều. Từ hồi xưa trước đây con chỉ có tụng một thời kinh buổi tối thôi, nhưng mà qua nhờ cái online của quý thầy đã tạo điều kiện cho con đã học được rất là nhiều. Thời theo tu tập theo các quý thầy, con rất là tri ân và cảm ơn. Trước đây con cũng ăn chay có một tháng 10 ngày thôi, nhưng mà qua cái quý thầy con cũng đã ăn thêm, ví dụ tháng từ tháng 4, tháng 7, tháng 10 đó con cũng phát nguyện thêm, con ăn nguyên trọn những cái tháng 9 như vậy. Con cũng rất là cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn con. Tam Thị Luân. Dạ, dạ, ai con? Dạ, Tam Thị. Dạ mời cô Phan Thị Luân. Cô cũng có đó. Mời người kế tiếp.
có một cô tên là iPhone. Dạ em phone, tôi phone. Bây giờ mình đâu có biết đó đó, cô đang mặc áo tràng đó, cô đang quơ tay đó. Rồi rồi cô. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Con tên là Nguyễn Hường, pháp danh Diệu Hồng. Dạ. À, con ở tiểu bang New Jersey. À, con có gửi cho thầy cái check cũng cách đây con quên rồi, không biết thầy có nhận được hay không thầy. Con ở tiểu bang New Jersey. À, thưa cô, cảm ơn cô đã gửi cúng dường nha. Cái đó cô quan hỷ cô gọi về chùa để các thầy các cô trả lời trực tiếp hơn nha. Tại vì chùa có cuốn sổ nhận thư á. Ở đây thì mình không biết cho nên cô quan hỷ cô gọi về chùa nha. Con gửi lâu rồi thầy mà không thấy cát chứ chắc. Thành ra con có không biết thầy có viết. Có cái check xong con có viết cái note. Con không có thấy các cái check đó. Thành ra con không biết cái check nó có bị đi lạc hay không đó, thầy biết không? Là cái câu hỏi. Dạ. Cảm ơn cô. Hết nghe. Thầy nghe được không thầy? Dạ cô có câu hỏi gì? Cô có câu hỏi gì? Con chỉ cảm ơn thầy là cho con những bài pháp để con nghe cái tâm con nó đỡ đau khổ. Thành ra nhiều khi con làm việc cực khổ, mỗi lần mình làm việc cực khổ mình hay than thân trách phận, mà từ ngày nghe pháp thầy thì mình coi cái khổ đó là cái chuyện cũng là cái chuyện đương nhiên, mình không có cảm thấy mình quá đau khổ, cái chuyện bình thường, mặc dù mình làm quần quật ở chỗ việc làm của mình rồi về nhà mình cũng phải tiếp tục làm nữa mà mình cũng cảm thấy mình không có đau khổ, là con nhờ con nghe pháp của thầy mỗi ngày và mỗi đêm, thành ra những cái âm thanh giọng nói của thầy làm như là nó quen thuộc ở bên tai con. Thành ra làm như là thầy là như người nhà của con, mỗi ngày con phải nghe, thành ra làm như nó mới lòng con nó mới an tâm được. Con cảm ơn thầy, quý thầy, nhờ cái bệnh dịch COVID này mà con có những cái bài pháp nghe mỗi ngày và đọc kinh với thầy nếu mà có cơ hội, tại vì con đi làm rất là sớm, thành ra khi về thì giờ giấc của Canada và New Jersey cách nhau 2 tiếng. Thành ra giờ này đáng lẽ là con phải đi ngủ để sáng mai New Year vẫn cũng phải đi làm. Nhưng con cũng phải ráng thức để mà có cuộc họp với thầy. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn cô, chúc cô năm mới vui vẻ. Bây giờ gặp xong rồi có thể đi ngủ, mai đi làm á. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy rất nhiều. Hôm nay gặp được thầy trực tiếp với thầy. Mỗi ngày nào tối con cũng đem cái cell phone hoặc cái iPad để kế bên thầy, cứ giảng cỡ nào thầy giảng nghe, chừng nào mà cảm thấy ngủ là tự dưng ngủ, mà ngày nào cũng phải nghe thầy ơi. Làm như bây giờ trước khi cô đi ngủ đó, Pháp Hòa tặng cô một câu mà Pháp Hòa thường ứng dụng và có thể đại chúng cũng có thể lượm câu này bỏ túi ha. Khi nào bất cứ việc gì nó xảy đến và chúng ta cảm thấy mình rất mòn mỏi đó, thì Pháp Hòa hay ứng dụng một câu là tất cả đều là lẽ đương nhiên. Ví dụ như tối thì phải đi ngủ thôi chứ hỏi tại sao đi ngủ. Có thân thì lâu lâu nó bệnh, hỏi tại sao bệnh. Tất cả đều là lẽ đương nhiên. Thì Pháp Hòa kể để chúng nghe một câu chuyện vui mới đây thôi. Thì thường thường tối nào cũng tụng kinh, mấy ngày nay tụng với đại chúng xong á, là Pháp Hòa về phòng là làm việc đêm nào cũng phải tới 4:30 sáng.
Tại vì có những bài kinh mà ngày mai mình tụng là tối nay Pháp Hòa phải ngồi chỉnh trang lại, coi lại chính tả, rồi làm sao cho nó cái quyển kinh chùa đang có, và phải làm sao cái bản online cho quý vị nó phải tương đồng với bản của chùa, từng câu từng chữ trong đó mà phải ngồi dò. Tới hồi mình mòn mỏi quá cái mình hết. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói tất cả điều lẽ đương nhiên là sao, mình bày ra thì mình cực chứ. Cái chuyện nó đương nhiên là phải vậy thôi. Mình bày tụng kinh thì bây giờ mình muốn đại chúng tụng kinh và đại chúng phải có kinh tụng, thì mình phải chỉnh trang một quyển kinh. Không thể nào lấy đại một quyển ở trên mạng rồi bỏ lên, thì nó không tương đồng với cái quyển của chùa, và thậm chí những cái chữ trong đó nữa. Thành thử ra Pháp Hòa phải chỉnh với hơn nữa đó. Pháp Hòa muốn làm một cái bản kinh như vậy á, để cho quý vị Phật tử nào muốn lấy xuống để dành ở nhà hành trì là quý vị có đầy đủ bài bản từ A tới Z. Chứ nếu mà cắt ngang, ví dụ như quý thầy đa số thuộc kinh hết rồi, vì vậy chỉ để cái bài kinh lên thì mai mốt quý vị download xuống, quý vị không biết là cái nghi thức này đầu vô làm sao, cuối làm sao. Cho nên Pháp Hòa phải làm đủ hết từ đầu rồi giữa rồi khoảng cuối, để cho sau này quý vị có muốn ứng dụng thì quý vị có thể dùng. Đó, rồi phải suy nghĩ một bản kinh nào mà phổ thông để Phật tử đa số là ở nhà người ta có. Ví dụ như cái bản Lương Hoàng Sám đi, Pháp Hòa biết là đại chúng ai cũng có cái bản của Hòa Thượng Viên Giác Dịch. Mà trong khi đó mình muốn tụng một bản khác nhưng mà không dám, là vì mình biết là đa số có cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Viên Giác. Cho nên Pháp Hòa mới dùng cái bản đó để làm sao đại chúng mọi người, ai không có lên mạng thì ở nhà cũng có quyển kinh đó để tụng tương đồng. Nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói là cái gì mình, cuộc sống mà mình muốn có cái này thì mình phải chịu cực thôi. Cái điều đó đương nhiên như vậy. Thì đại chúng cứ nhớ là khi nào mà mình, thí dụ như mình muốn có, muốn ăn thì đương nhiên là phải đi nấu ăn, muốn có tiền phải đi làm, đó là chuyện đó đương nhiên, có thân thì phải có bệnh, và phải uống thuốc, mà uống thuốc hết thì tốt, không hết thì đi thôi, đương nhiên nó là như vậy. Cho nên đôi khi tự mình thôi, tự Pháp Hòa nói một câu là tất cả đều là lẽ đương nhiên, thì tự nhiên mình sẽ vui và mình sẽ tiếp tục được những công việc của mình làm. Như ngày hôm qua đó là Pháp Hòa ngủ đúng 1 tiếng rưỡi, phải không? Mà và phải hành trì với đại chúng suốt, xong rồi khuya về là phải chỉnh cái bản kinh niệm Phật Ba La Mật để đưa lên mạng sáng nay tụng với đại chúng. Đương nhiên là phải vậy thôi, mình bày thì mình phải chịu thôi, chứ mình không muốn làm, mình không muốn làm Phật sự thì được quyền đi ngủ, đương nhiên là không có việc gì thì đi ngủ thôi. Nhưng mà hãy bày việc là muốn làm cái công việc Phật sự thì nó là phải như vậy. Thì đấy là cái Pháp Hòa tự mình uống một viên thuốc cho mình ha. Sẵn cô Hường nói như vậy thì Hòa chia sẻ thêm để đại chúng mình có một chút niềm vui nho nhỏ bỏ túi, mai mốt chuyện gì xảy ra của nó tất cả là phải đương nhiên thôi. Mình làm bà Tám thì có ngày mình bị người ta la thôi. Cảm ơn cô Hường. Rồi chúc cô đi ngủ cho Hồng. Tên đẹp quá, Hồng rồi Hường nữa. Rồi cô đi ngủ đi cô, mai đi làm nha. Rồi mà bây giờ mà thức khuya là lẽ đương nhiên là mai làm phải mệt á. Rồi mời Mỹ Kiều Nhuận Sắc. Dạ mời Nhuận Sắc. Rồi rồi đó, cổ nè bên tay trái đó. Nãy giờ cổ xá hoài à, để thầy xá lời cổ luôn đi, mình không nghe nhé. Thank you.
Rồi, không được. Không được, xin mời vị khác. Mời cô Vân. Mời cô Vân, cô Vân. Cô nói đi cô, chưa nghe. Không nghe cô ơi. Dạ. Rồi cô bấm lại đi. Rồi cô nói đi. Dạ rồi. Sao vậy? Bên cổ không có nghe rõ. Rồi. Không nghe. Cô bấm lại đi. Hồi nãy cô bấm ở đâu á? Cô bấm cái nút nghe cái cầm á. Cho nó lỗi bên đó hay lỗi bên này? Dạ. Đâu cô, rồi cô ngồi gần gần đi, ngồi gần, ngồi sát vô. Cô để cái mặt vô cái tivi á. Dạ rồi, rồi. Rồi rồi, nói tiếp. Con rất quan hỷ là hàng ngày được tụng kinh với thầy và các quý tăng ni ở Phước Long. Và cũng giống như Phật tử Khánh Liên chia sẻ, tuy là bây giờ mùa dịch tụi con không có đi làm được, nhưng mà nhờ cái chương trình tu tập của thầy mà tụi con có được những bài pháp để mà bổ ích cho chúng con. Thì giống như thầy nói, nếu mà mình không có được nhiều thu nhập thì mình có được tâm thanh tịnh thì cũng rất là có hữu ích. Và cũng là nhờ khóa tu thì con cũng biết được nhiều bộ kinh mà xưa giờ thật sự con cũng chưa từng nghe, giống như con chưa từng nghe bộ kinh Bi Hoa bao giờ hết. Nhưng mà nhờ có dịp này thì con đã được tụng. Khi mà tụng kinh xong á, con có nói với lại cái chị bạn của con á, là sao mà quý thầy á, cái sức lực mạnh quá à. Chứ con ngồi con tụng kinh nguyên ngày cái người con đau quá, đau luôn thầy ơi. Cho nên con mới nói là thật sự rất là cảm ơn quý thầy đã có tạo điều kiện cho chúng con, và cũng quý thầy rất là có sức mạnh để mà làm được những cái Phật sự giống như vậy. Tại vì rất là khó để mà hoàn thành được những cái điều như vậy. Giống như thầy nói, một ngày thì chỉ ngủ chỉ có một vài giờ thôi. Thì đầu năm thì con cũng kính chúc cho quý thầy và quý tăng ni được dồi dào sức khỏe và có thêm nhiều cái sức lực để mà làm những cái sự nghiệp hoằng pháp để cho chúng con được noi theo và được học. Và nhờ có thầy nhắc nhở thì con, gia đình con thì cũng đã ăn chay thứ hai và thứ ba hàng tuần giống như thầy dạy. Và nhờ có khóa tu thì con lại được ăn thêm vào những ngày giống như rằm, ngày vía, hoặc là khi mà khóa tu thì con cũng ăn luôn chung với lại luôn, và ăn được vào những cái tháng mà xưa giờ con không có được ăn. Cứ nói là hứa hoài mà không ăn, mà bây giờ con ăn được tháng 7, tháng 4 với tháng 10, con vui lắm thầy ơi. Và con cảm thấy không biết đến khi nào thì con mới thật sự có đủ sức lực để mà tham gia khóa tu tại tu viện. Nhưng mà những cái khóa tu ở đây thì con cố gắng sắp xếp để mà tham gia đầy đủ hết. Nên con rất là cảm ơn. Và con có một câu hỏi là con không biết là tại sao khi mà mình đi vô chánh điện mà mình ngồi tụng kinh đó thầy, là mình phải ngồi hai bên
hoặc là mình không có được ngồi trực diện với lại Đức Phật. Tại vì con có nghe một cái người đó, nào nói là ngồi như vậy thì không có nên, nhưng mà con không biết, không hiểu không nên là như thế nào, cho nên hôm nay con muốn hỏi thầy. Dạ con cảm ơn A Di Đà Phật. À, thưa cô và toàn thể đại chúng, thật ra thì không có phải là chúng ta không được ngồi trực diện với Phật. Chỉ có điều là bởi vì thường thường mình muốn để một cái khoảng trống ở giữa. Thứ nhất là nếu cần việc gì mình đi tới lui cho nó dễ. Cái thứ hai, chúng ta thường có một cái nghi thức là mình đứng đối diện với nhau để mình xá nhau trước khi mình xá lên Phật. Xá nhau là để làm gì? Để biểu tượng rằng trước khi mình xá cái Phật tượng á, thì mình xá Phật tánh của nhau trước. Cho nên mình đứng, mình đối diện, mình xá nhau. Mà Phật tánh ở trong mỗi người nó còn quan trọng hơn cả Phật tượng nữa, phải không? Cho nên là khi mình trước khi lên tụng kinh là mình đứng đối diện. Quý vị thấy ở chùa mình hay làm đó, là mình xá nhau rồi mình mới xoay lên Phật, là mình hãy chào Phật tánh ở nơi mỗi người. Một Đức Phật đang hiện hữu, đang sống đây trước mặt chúng ta đây. Chúng ta xá rồi chúng ta bắt đầu đối diện với một Đức Phật tượng. Đó là cái ý. Thứ hai đó, ở khoảng thí dụ như ở giữa chánh điện mà ở bên trên đi, thường thường là ở chùa quy định là cái chỗ giữa. Thì tùy theo cái ngôi chùa, thí dụ ở đây mình chánh điện rộng thì mình làm một khu riêng cho quý thầy ở trên. Ở dưới này là Phật tử, thí dụ vậy. Thì quý vị không sao. Thí dụ lỡ á, chùa đây vậy nè, chánh điện vậy, thì quý vị tránh đừng có đứng ngay giữa thôi. Vì ngay cái vị trí này là để tượng trưng cho vị trụ trì. Chỉ có vị trụ trì mới được đứng ở đó thôi. Thì như vậy để làm chi? Để mình có một cái sự thứ lớp. À, mà ngày mà thí dụ như người ta quy định như vậy, nhờ quy định như vậy, cho nên mình bước vào chùa, mình thấy cái vị đó đứng ở đó thì mình biết ai là trụ trì. Hiểu ý không? Thành thử ra hoặc là ngay cả trong Phật pha giáo Việt Nam cũng vậy, mình cũng có những cái y phục, cái pháp y đó, để mình nhìn mình biết là các vị, thí dụ như một chú tiểu, một vị sa di thì chỉ được mặc áo nhật bình gài nút ở giữa này, chứ không mặc áo tràng. Là áo này nè, một vị sa di không mặc áo tràng, chỉ mặc cái áo hậu khi vào lễ thôi, còn bình thường tiếp khách ăn cơm là phải mặc áo nhật bình chứ không được mặc áo tràng nâu. Thì cái áo tràng nâu là để chỉ cho các thầy tỳ kheo trở lên. Thì nhiều khi mình nhìn cái vị đó mặc như vậy mình cũng biết vị này là ai, cái giới pháp của họ là như thế nào. Đại khái vậy thôi, chứ không phải là cái đó là mình tạm quy định để cho nó có một cái lề lối lễ nghi. Còn ở trong chùa chúng ta thường là có nhiều chùa chật thì buộc lòng phải ngồi giữa luôn hết, chỉ trừ cái khoảng giữa ở đây thôi, thì tất cả Phật tử ngồi đối diện lên hết. Còn ở đây mình rộng rãi thì mình theo cái cách tụng niệm của chùa Phật giáo đó. Quý vị đến chùa Đài Loan, chùa Hoa cũng vậy, đều là đứng hai bên hết. Để làm chi? Bởi vì chúng ta thường có cái lễ là chúng ta xá nhau rồi chúng ta xá Phật. Và ở giữa đó là để có nhiều khi làm lễ mình đi tới lui, có những cái lễ đi thiền hành rồi đó, thì mình phải có một con đường để mình quy định. Mà mình nếu mình không quy định hẳn luôn, bữa thì mình cho ngồi giữa, bữa thì không, thì người ta đâu có biết bữa nào được ngồi, bữa nào không. Còn mình quy định hẳn như vậy thì bất cứ lễ nào nó cũng là như vậy. Vậy thôi. Dạ. Dạ mời cô Phan Thị Luân. Cô bấm vô cái nút gì của ở bên đó là microphone, bấm vô cái microphone. Cô bấm vô cái mic cho cô. Cái mic màu đỏ. Chưa nghe cô ơi. Dạ rồi, được rồi cô. Sao không nghe? Yeah.
đi qua chỉnh dùm cổ nó. Giờ chưa nghe. Có ai ở nhà phụ cho cô không? Terence, can you help her? Can you go to her house and help her? Dạ, thôi mời vị khác nha, Quang Hỷ. Dạ, mời chú Tuệ Quang Trú. Nam mô A Di Đà Phật. Chào sư phụ, khỏe không sư phụ? Sư phụ khỏe, cảm ơn sư tử. À, con gọi là sư phụ, bởi hôm bữa đã quy y với sư đó. À, có hai đứa, một đứa là Ian Hà, một đứa là Nam Hà. Con rất đảnh lễ thầy, tại sáng nay con tình cờ con nghe được cái niệm Phật Ba La Mật trong vòng hôm bữa thứ hai 21 tới ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 13 ngày thầy, 13 ngày của con recovery. Cảm xúc khó tả lắm thầy. Nó 50-50 đó thầy. Không biết mọi người ở đây có ai bị chưa. Nhưng mà nó... cái lo sợ nó rất là kinh khủng. Là sao? Người... má vợ con mới vừa ra đời đó. Má vợ của con mới vừa qua đời này. Cụ 87 tuổi nhưng mà ra đi rất là thanh thản. Nhẹ nhàng lắm, vô trong chồng người ta kêu bị COVID nhưng mà thật sự có lẽ không phải. Và con cũng bị, con biết con bị, nhưng mà cái ngày biết bị nhưng mà cái cảm xúc nó đủ thứ xảy ra thầy. Cái nỗi sợ nó kinh khủng lắm. 4 ngày, 5 ngày nó giật mình kinh khủng lắm thầy. Và con mong rằng, hy vọng rằng tất cả chúng sanh đừng ai dướng vào những cái cô này. Rất là... tại vì trong khi mà mình đang chiến đấu thì nhận được cú phone này, tại con là người main contact với bà cụ trong bệnh viện. Mà nhận được phone người ta gọi vô, sorry, your mom had passed. Rồi sau đó thêm người anh cục chèo vô trong bệnh viện, nhét thuốc nữa thầy. Nhét thuốc là nhét ngay cái thuốc chạy vô thẳng vô phổi thầy. Mà với vậy nhưng con có mấy đứa cháu, nó cũng một đứa cháu lớn nó cũng bị, nó nói không sao đâu. Con hiểu được là vậy. Con giải thích với nó. Con coi cái con này á, thật sự nó cũng không ra gì. Nhưng mà nó vô mỗi người cái sự phản ứng nó rất khác, phản rất khác nhau. Khoa học không giải thích được. Thì chỉ có thể nghiệp. Cái nghiệp của mỗi người nó ảnh hưởng xấu là sao là do mỗi người. Tốt hoặc xấu là sao là do mỗi người. Chỉ có thể cái giải thích bằng cái chánh pháp của Đức Phật thôi. Con kêu là chánh pháp chứ không phải là Phật pháp. Đây con đã hiểu một phần về Phật pháp rồi thì con kêu là chánh pháp. Trong những ngày này rất là xúc động này. 50-50 chiến đấu dữ lắm thầy ơi. Mất mùi. 3 ngày nay con nghe lại mùi. Và cái mùi con nghe đầu tiên là cái mùi từ bàn thờ mà mẹ con thờ bà mẹ con mất ngày hôm cửa là mới ngày Chủ nhật đây thầy. Tụi con bật bàn thờ lên để cho bà. Và con sợ nhất là con bị đó, mất mùi á thầy. Không có smell được. Cái ngày đầu tiên con smell lại được là nghe smell lại mùi nhang của bà thầy.
rất là xúc động thầy. Tại bà cụ sống với con, má vợ con sống con 13 năm. Con cứ nhắc bà hoài là nếu bà đang đi đâu á, bà thấy ánh sáng trắng mà rực rỡ, khi bà đang thấy ánh sáng trắng rực rỡ, đi theo ánh sáng trắng đó. Đừng đi vào những ánh sáng màu mờ nhạt đâu đó. Tại vì con nghe bà sư bà Hải Triệu Âm bà giảng đó thầy. Cảm ơn thầy, sáng nay con nghe cái niệm Phật Ba La Mật và con nghe được con khóc đó thầy. Là tại vì con biết con đang hành trì đúng như. Lần đầu tiên con nghe niệm Phật Ba La Mật kinh. Và cũng là thầy bổn sư của con. Đọc cho con. Cảm ơn thầy. Trước hết là xin chia buồn với gia đình. Kể đến là chúc mừng chú đã phục hồi sức khỏe sau mười mấy ngày bệnh COVID. Và cũng giống như chú nói, khi mang cái bệnh này thì không có ai giống nhau hết. Vì có những người, tại Pháp Hòa biết có những Phật tử chia sẻ với Pháp Hòa đó, khi mà họ vướng vào cái bệnh này thì tự nhiên cái tâm trạng họ rất là chán đời. Thậm chí có nhiều người chỉ muốn đi chết đi. Nó có như cái tâm trạng, thì cũng giống như chú dùng cái từ là tùy theo cái nghiệp của mỗi người á. Thì ở đây là tùy theo cái công lực tu tập của mình trong lúc đó, để mà mình, dĩ nhiên là một phần là mình uống thuốc, mình trị bệnh, nhưng mà cái phần lớn nhất là cái nội tâm của mình. Mình phải đối diện với cơn bệnh và mình phải điều phục nó như thế nào trong khi mình mang bệnh. Mà bởi vì thí dụ như mình bị ung thư, bị tất cả loại bệnh thì đó là rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng mà một cái bệnh dịch khi mà nó xảy ra thì cả thế giới hoang mang á. Một phần là mình cũng bị ảnh hưởng cái điều đó, là thế giới đang ai cũng hoang mang và mang cái bệnh này. Nhưng mà thật ra nó cũng là một loại cảm vậy đó. Nếu mà người nào đủ sức khỏe mà chịu khó uống dưỡng, uống chanh gừng đồ thời gian thì từ từ nó cũng sẽ recover. Nhưng mà nếu người đó có sức khỏe, còn người nào mà đang yếu sẵn trong người thì có thể nó giật. Thành thử ra cái không ai có cái symptom giống nhau hết. Có những người đau nhất, có những người không, và có những người mất đi tất cả những cái sen. Pháp Hòa có gần đây thì sau cái lần dịch lần sau này thì cộng đồng người Việt mình bị hơi khá nhiều ở khắp nơi, thì các vị cũng có gọi đi cho Pháp Hòa hay rồi kể lại những cái cảm giác khi mà bị bệnh như vậy đó. Cảm ơn chú chia sẻ. Chúc chú khỏe nha, năm mới được bình an. Dạ mời cô Diệu Thủy. Chào thầy Pháp Hoa. Nghe chị. Dạ. Con không có đặt câu hỏi, con chỉ muốn trải lòng là lần đầu tiên con biết tới thầy là hôm ngày 6 tháng 12 năm nay nè. Cũng đã đăng được YouTube thì tự nhiên có cái video gửi đề xuất cái bài thuyết pháp của thầy. Thì con tò mò, con rất chưa con nghe. Thì đó giờ con chưa có chú tâm vô nghe bất kỳ một cái bài thuyết pháp hay là giảng pháp nào hết. Mặc dù con quy y từ hồi nhỏ theo cái nguyện vọng của bà nội, cho nên pháp danh con là Diệu Thủy. Và hiện tại thì con đang ở Pháp. Thì từ cái ngày đầu tiên nghe đó, con cảm thấy rất là có cái sự liên kết và cuốn hút với những cái lời giảng của thầy, khiến cho con giải tỏa được rất là nhiều cái khúc mắc trong lòng và thức tỉnh được rất là nhiều thứ mà mình nghĩ là mình không có sai đâu, nhưng mà vô tình những cái lời giảng của thầy giúp con sửa sai rất là nhiều, có những cái rất là nhỏ nhặt mình không nghĩ là mình đang mắc phải. Thì nhân cái dịp này con thật sự rất vui khi có mặt ở đây, được thấy thầy trực tiếp, mặc dù không được thấy tận nơi nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc của con. Và nhân dịp này con chúc thầy Thích Pháp Hòa và cảm ơn hai thầy đang ở trong cái ekip để sử dụng Zoom cùng với các cô chú Phật tử một năm mới an lành, bình an và sức khỏe là trên hết. Con cảm ơn. Merci. Merci thầy. Bonne année. Merci. Rất cảm ơn thầy nhiều. Dạ mời cô Nguyên Cục.
mời con nguyên một cục. Con không ngờ thầy gọi con nguyên một cục. Dạ, tên sao vậy? Dạ. Thầy làm con bất ngờ. Dạ thưa thầy, trước tiên là con xin kính vấn an thầy. Tại vì trước buổi Zoom này thì có một số các bạn không thể vào Zoom được vì lý do bệnh duyên. Có một cô bệnh mà con đã thưa với thầy rồi. Dạ, còn những cô khác thì vì vấn đề gia đình. Cho nên là nhờ con thay thế để mà gửi lời vấn an sức khỏe thầy ạ. Thầy, lúc sau này thầy bệnh nhiều quá mà lâu lành nữa. Khi đó tụi con rất là đau xót mà không đứa nào làm được gì để giúp thầy được hết. Trước tiên thì con xin gửi lời tri ân đến quý thầy, cô và tất cả các chú bác anh chị em ở tại đạo tràng Trúc Lâm đã trợ duyên thầy trong tất cả các vấn đề sinh hoạt trong chùa cũng như mọi Phật sự ạ. Và kế tiếp phải nói đến quý thầy trẻ là thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, Huệ Tạng. Ba thầy, chúng con đã nhờ thần thông của ba thầy đó mà được thấy thầy mỗi ngày ạ. Nhờ thần thông của quý vị trẻ đó mà đã kết nối đạo tràng Trúc Lâm cũng như thầy đến với tất cả chúng con trên mọi miền, không có phân biệt thời gian và không gian. Dù là ở quốc gia lãnh thổ nào hoặc là ngày hay đêm gì thì khi bên đó thầy đăng đàn thì chúng con đều được theo dõi hết ạ. Và sau nữa, năm mới, một năm cũ vừa mới khép lại, thì con mong là tất cả những điều không hay sẽ khép lại như những giờ phút cuối này của năm cũ, và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Chúng con nhờ theo thầy bấy lâu nay mà đã tìm được rất nhiều những nguồn an lạc ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Yeah. Cô chuyển lời Pháp Hòa kính thăm tất cả quý Phật tử nha. Chúc đại chúng. Dạ, chắc cho con thưa hết đó thầy ạ. Dạ. Thầy, thình lình quá con không biết nói như thế nào. Nhiều lắm mà chưa biết nói thế nào. Dạ thưa thầy. Thầy á, với là một cái hạnh nguyện á, là dâng hết cả cuộc đời cho Tam Bảo với mong muốn là Phật pháp trường tồn, cho nên á, cái lời khấn của thầy đã được mười phương chư Phật chấp nhận, cho nên mới phái thầy xuống đây làm sứ giả của thầy, của ngài, để mà tụi con có được người để mà theo nương tựa. Thì chúng con không phải riêng đời này chúng con xin được đi theo thầy, mà những đời sau chúng con cũng nguyện bước theo thầy trên cái con đường mà thầy dẫn dắt chúng con. Tuy là phát biểu nhiều lần quá nhưng mà lần này con cũng vẫn run, con nói không hết ý, bao nhiêu tư tưởng trong đầu con nó chạy hết. Tại vì dưới một cái bóng quá cao cả của thầy nó bao trùm hết, cho nên là ai cũng phải phớt hết cho thầy. Dạ được rồi con. Dạ. Năm mới tụi con chỉ có chừng đó lời thôi. Tụi con nói không hết ý, thay vì nói nhiều lắm mà bây giờ đứng trước thầy khớp hết rồi thầy ơi. Thầy thông cảm cho con. Không sao, mình còn nguyên năm để chia sẻ. Giờ cô cất lại bớt đi. Cô mới bữa nay mới đầu ngày à. Cô còn nguyên năm để tuôn ra nữa ha. À, bữa nay dạ. Nhiều đó, đủ ăn rồi. Dạ.
Con cảm ơn thầy. Cảm ơn cô. Dạ mời người kế tiếp. Mời cô Trúc Thi. Thầy nghe. Dạ rồi thầy. Nghe rồi đó. Nghe chưa thầy? Dạ nghe rồi. Dạ bạch thầy, con là chị của Trúc Thi, con là Diệu Phúc. Nên cái điện thoại của con bị hư rồi nên con không có kết nối được với thầy, nên giờ con lại đây hai chị em ngồi cũng muốn đầu năm mới con muốn chúc thầy thật nhiều sức khỏe, pháp thể kinh an, vạn sự kiết tường, bình an, mạnh khỏe. Con cũng mong sao được có duyên lành để sau này con được nghe pháp thầy, tại vì con rất là nghe thích những cái bài pháp thầy giảng. Rồi em con thì bên đạo Câu Đài, nhưng mà em con cũng suốt là nghe thầy giảng pháp suốt luôn, nên từ đó mà em con giờ cũng rất là quý thầy. Rồi lần đầu tiên giờ con là người Phật tử ở tại gia, nhưng mà con muốn hỏi thầy là cái công phu giác sáng thì chú Lăng Nghiêm đó là dành cho những quý thầy, nhưng mà con là Phật tử nhưng con thích cái trì chú Lăng Nghiêm, vậy thì con trì ở nhà suốt 10 năm nay, nhưng mà thật sự là có nên hay là không hả thầy? Ừ. Xin thầy quan hỷ cho con hiểu thêm ạ. Cô trì chú Lăng Nghiêm được 10 năm rồi hả? Dạ. Hay quá. Rồi có gì trở ngại không? Dạ con cũng có trở ngại thì cũng rất nhiều. Giống như con về chùa thì giống như con gặp những cái chuyện thì nó cũng có cái nhiệm màu của Phật pháp, mà cũng có những gặp cái chuyện cái buồn, mà không phải là không biết là cái đó là có phải là con trì chú mà con gặp vậy hay là không, sao con không biết, nhưng mà con nghĩ rằng mỗi người có cái nghiệp. Con hiểu, con đọc được cái bài kinh thì nói là giải chú Lăng Nghiêm thì nói là người người nào mà nghiệp nặng thì trì chú Lăng Nghiêm, cho nên lúc xưa con mới vào Phật pháp con thấy nghiệp con nặng lắm nên con mới trì chú Lăng Nghiêm. Không có một bài kinh nào dành riêng cho người tu và phân biệt với người xuất gia. Tất cả những bài kinh tụng ai cũng có thể tụng hết. Quý cô cứ thoải mái nhẹ nhàng hành trì không sao hết. Dạ. Cái đó không phải dành riêng cho người xuất gia. Quý cô mà ở nhà Phật tử tại gia mà hành trì được cái thời công phu sáng như vậy là phải nói là quá quý. Thế còn mình ở trong chùa thì cái chuyện đó quá bình thường, phải không? Còn quý Phật tử tại gia mà còn dành thời gian được đi theo một cái thời khóa hành trì như vậy là quá quá tốt rồi. Dạ, cứ tiếp tục hành trì không sao hết cô. Còn cái chuyện cuộc sống thì có khó khăn rắc rối là lẽ đương nhiên thôi. Dạ ai biết thật hả? Vậy là có nghĩa là con giờ con đừng thích có cái pháp nghiêm cái dữ lắm luôn. Dạ, dạ cũng lần đầu tiên con được kết nối với thầy, con cũng muốn hát một bài để cúng dường cho thầy ạ. Mô Phật. Rồi mời cô. Đại chúng nghe luôn nghe, không phải cúng mình phải qua phải không? Cúng đại chúng luôn á. Mà cái tâm của con là con muốn cúng dường cho thầy. Chúng đi. Rồi rồi. Dạ. Dạ con hát bài về lại Quan Âm ạ. Dạ hả? Rồi dạ. Thôi, rồi muốn lại gì đó lại đi. Lấy bụi bối. Bao năm xuôi ngược hồng trần, vui buồn khổ hận bao lần đắng cay, nương về Tam Bảo Như Lai, Quan Âm mẹ độ, Liên Đài ngã hương. Mới ngát hương là hương đâu hết rồi. Không có thuộc nên giỡn trong điện thoại thì chừng nào mở đạn. Hương bay rồi. Con về lại Quan Âm bay.
hồi biệt ly mãi không phải mờ anh đau từ bi. Ôi biển trần mênh mông bao xám chớp mưa giông, xa lánh nơi phiêu bồng nhẹ nhàng tâm không. Ôi Quang Thế Âm giọt nước canh dương, bám pháp màu đời con quá cầu, con dây dầu từ xanh khói trần. Gung quá thầy ơi. Là đầu tiên cái gung quá. Hay lắm. Dạ. Cứ gung đi gung. Đâu đâu. Chuông ngân thơm ngát trầm, lời kinh diệu pháp liên hòa nhiễm màu bao lá, pháp thân thanh tịnh đông đầy từ bi, chứng trì tâm lòng con trở về đây. Mẹ hiền Quang Thế Âm A Di Đà Phật. Hay quá, cảm ơn cô. May là gung quá nha. Gung quá thầy ơi. Không gung dữ dội nữa. Dạ vậy à, dạ. Con chúc dạ, thật nhiều sức khỏe để đem những bài pháp rất là hay cho chúng con, để chúng con áp dụng cho bản thân ở trên bước đường tu tập. À A Di Đà Phật. Con chào thầy. Chúc cô năm mới vui vẻ, mai mốt lên gung tiếp nha. Dạ mời cô. Ai con? Hả? Tên gì? Phú. Phú à? Sao thầy thấy chữ Lê mà? À mời cô Phú. Mời cô Phú. Mô A Di Đà Phật ạ. Con Phú là tên của thằng con trai của con. Con thì ở Việt Nam. Lần này lần thứ hai được gặp thầy. Con cũng nghe qua nhiều pháp nhưng mà đó giờ chưa có trì chú được, cũng chưa tụng kinh được. Ngoài chú Đại Bi thì đọc hoài không có nhớ thầy ơi. Và điều con muốn hỏi thầy như thế này, thầy nói là cái gì trên đời này nó cũng có là đương nhiên hết. Nhưng mà công việc của con làm thì nó ngay sáng là con phải đi sớm. Thành ra khi mà thầy mà lên thì có những cái bài pháp, bài kinh con nghe rất là hay. Và con khi mà nghe kinh đó thì cảm thấy mình nó thanh thản hơn và thoải mái hơn và tâm hồn mình nó khỏe hơn. À, nhưng mà có điều mà con đi làm á, con thấy nó có điều lạ là gì? Sao mình giúp người khác thì chừng khoảng 2 ngày là họ sẽ phản lại mình, xung quanh mình sao nó thị phi nhiều quá. Con không biết đây là cái nghiệp của con hay sao. Đó là câu hỏi của cô hả? Dạ. Ở đây có vị nào giống cô đây không? Mình giúp người ta mà cuối cùng người ta không có trân quý những gì mình giúp mà người ta còn quay ngược lại, người ta làm khó dễ mình nữa. Có ai bị không? Chắc chắn là có phải không? Không ít thì nhiều. Việc đó cũng bình thường. Thì khi nào cô giúp ai đó, cô cứ đừng có đặt cái vấn đề là người ta phải nhớ mình, hay là mặc dù mình không cần gì hết, thì chính vì mình không cần gì hết, mình không đặt gì hết, cho nên là mình cứ trong khả năng của mình cứ giúp thôi, thì cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Tức là cô làm xong cái việc của cô thôi, còn mọi việc khác người ta nhớ cô hay người ta có đối xử với cô như thế nào đó là việc của họ. Cô muốn coi như đó là nguyện cũng được, nhưng cô muốn coi cái đó là cái nghiệp cũng được. Nhưng mà nếu mình nói là cái nghiệp thì tự nhiên mình cảm thấy là lúc nào nó cũng có cái gì nó đè mình, phải không? Mà mình cứ lúc nào mình cũng sống bằng cái nghiệp. Bây giờ cô nói tại cô nguyện là cô chỉ muốn giúp người ta thôi, còn mọi việc những gì nó đến là những cái thử thách, những cái nguyện của mình.
thì nhờ mình nghĩ như vậy đó cho nên mình nhẹ nhàng hơn, không có vướng mắc, không có vướng mắc. Cái điều mà nó nhẹ nhàng, nó vui, nó vui vẻ mà mình vướng mắc cũng là một loại vướng mắc. Rồi những cái phiền não nó đến với mình cũng là vướng mắc, cả hai đều làm cho mình bị phiền não hết. Thật nữa ra cái quan trọng là mình có khả năng mình làm. Trong lúc mà cô đang khỏe, cô có khả năng cô giúp ai, cô cứ giúp đi. Tại vì mình chỉ sợ mai mốt mình già mình không làm được, hoặc là một thời gian nào đó mình không còn khả năng mình giúp. Khả năng ở đây là vừa sức khỏe vừa vật chất, mình không làm được. Chứ bây giờ cô có làm được gì cho ai trong khả năng hai phương diện, tinh thần, vật chất, cô cứ làm và không đặt cái vấn đề đó với ai hết. Còn mỗi người nào người ta đến với cô á, thì chẳng qua là người ta cho cô một cái thử thách. Mà mình phải thấy rằng ở đời á, cô muốn làm một việc thiện không phải dễ. Mình đọc trong kinh mình mới thấy là tất cả các bậc thánh ngày xưa á, các ngài làm việc Phật sự cũng không có dễ đâu. Thậm chí mà mình đọc trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân mình mới thấy đó. Nghĩa là người mình, các ngài bố thí mà thậm chí người ta còn tới, nghĩa là người ta thử thách cái bố thí của các ngài. Như một lần mà ngài, cái ngài Xá Lợi Phất mà ngài nguyện bố thí đó, người ta tới người ta xin mắt của ngài đó, ngài móc mắt ngài đưa. Thì cái người kia mới nói: ủa tại sao ông không hỏi tôi là tôi cần mắt trái hay mắt phải, phải không? Thì ngài cứ móc thôi. Thì cuối cùng cái người kia mới bắt lỗi, nói là tôi cần mắt trái mà tại sao ông lại móc mắt phải, ông đưa tôi không cần. Ngài nghe như vậy ngài mới nói: cũng lỗi của tôi ha, tôi sớm xác tôi không chịu hỏi. Cái thì ngài mới nói: thôi xin lỗi, để tôi móc lại. Cái ngài móc con mắt trái ngài đưa. Thì khi mà ngài đưa xong thì cái ông này ông ngửi cái con mắt nó hôi quá không xài được, ông dục ở dưới đất, ông lấy chân ông chà lên. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất bắt đầu hơi nổi sân rồi đó. Thì các vị có chư thiên đến nhắc nhở. Chư thiên đó là gì? Những cái người xung quanh mình, những ai đó người ta hiểu được cái tâm nguyện của mình, người ta nhắc: ngài đừng có quên nghe, ngài nguyện bố thí ba la mật đó, không mà bây giờ ngài đã móc, ngài đã lầm hết một con mắt rồi, mà bây giờ ngài cho luôn cả con mắt thứ hai rồi, là ngài đã tròn cái nguyện bố thí của ngài rồi. Mà bây giờ người ta nói một câu mà ngài nổi sân là ngài sẽ làm hư hỏng hết đi cái nguyện của ngài. Nhớ như vậy cho nên ngài sẽ lại phát trở lại cái trạng thái bình thường. Nên là mình cũng vậy, nhiều khi mình làm lành, mình giúp người ta mà tự nhiên mình thấy xung quanh người ta thì trong một cái vô tình nào đó cái ngã của mình nó lên. Ngã đây là gì? Mình thấy mình đúng, mình rất là bằng lòng với cái lẽ phải của mình, và mình nghĩ rằng mình đủ lý lẽ để mà mình nói lên, mình đủ lý lẽ để mình phô trương lên là tôi giúp người ta như vậy đó, là bà người ta không hề biết cái, thì người khác nghe vô người ta sẽ binh mình. Thì coi chừng, trong khi mà mình làm như vậy đó, cái mình build up, mình muốn bỏ cái mình xả, nhưng mà cuối cùng mình xả được cái của thôi, mà mình ôm lại bao nhiêu cái tiếng tâm, cái ngã của mình. Trong cuộc sống mình đôi khi mình chú trọng một cái này mà mình quên mình vấp phải một cái khác. Quý cô nên để ý cái đó. Mà không phải riêng một cái việc, nhiều thứ trong cuộc sống đó, đôi khi mình quá chú trọng một việc này rồi mình đang nắm phần thắng. Thì khi mình nắm cái phần thắng mà mình nghĩ rằng mình phô trương chuyện này ra là người khác sẽ binh mình. Nhưng mà cái đó chính là cái mình xây dựng một cái ngã khác. Mình xả được của cải, nhưng mà cuối cùng mình ôm lại bao nhiêu cái chấp trước vào cái ngã, là cái tôi, là cái tôi là làm phước, tôi là làm thiện, thế này thế kia. Mà người ta tới người ta làm những điều đó mà cô bình thản, thì cô lúc đó cô mới vô ngã. Vô ngã cả vật chất và vô ngã cả cái công việc của cô làm. Thì thành thử ra quý vị nhớ là cái chữ vô ngã đó là nó có nhiều cách để mình suy diễn. Và lúc này mình sẽ hiểu rằng ngã đây là gì? Là cái tôi, là cái ta, là cái tôi. Thì chừng đó mình mới biết rằng nhiều khi mình xả được cái tôi này, mình dính cái tôi khác. Tôi làm thiện, tôi làm lành, mà coi đó, nó đối xử với tôi như thế này kia, thì mình xây dựng cho mình một cái hình ảnh khác. Đó. Mà người ta mà cuối cùng mình là không lại gì hết á, chẳng qua là ai cần thì mình cho thôi. Cứ bình thường như vậy thì cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Dạ nam mô Phật, cô cảm ơn thầy rất nhiều. Ừ.
À, xin thưa thêm là cũng giống như là khi mình học kinh Bát Nhã Tâm Kinh á, thì mình học rằng á, tất cả các pháp, tức là mọi hiện tượng sự vật đều là không. Thấy không? Cái bàn cũng không, cái nhà cũng không, danh cũng không, lợi cũng không, cái gì cũng không. Khi mình học cái đó mình hiểu rồi, thì bây giờ mình đi tới đâu mình cũng nói cái gì cũng không. Thì bắt đầu mình xả được cái gọi là không, thì mình vướng cái pháp để gọi là các pháp là không. Rồi mình đi đâu mình cũng nói không, mà thậm chí người ta nói cái gì, ôi cái này là không, thì coi chừng chúng ta lại vướng vào một cái mình, cái pháp mà chúng ta trị cái chữ khổ đó. Khi chúng ta xả được cái chấp gọi là có, thì bây giờ chúng ta lại dính vào một cái chấp gọi là chấp không. Nó rất là tinh tế, rất là tinh tế. Mà chúng ta tu tập là làm sao chúng ta có chánh niệm để chúng ta phải biết rằng xả ở đây nghĩa là sao. Ngay cái việc gì nó đến mà chúng ta bình thản được với nó, dù là có hay là không. Tại vì chúng ta hiểu rồi, có cũng là không mà không cũng là có. Ví dụ như quý vị nhớ là hôm nay đó, có một số người là được nghỉ làm ở nhà trong mấy tháng nay là được ăn tiền của chính phủ nha. Và đừng có chấp cái này là có, cái từ mình không bao giờ nghĩ đến mà bây giờ mình lại được. Thì khi mà được rồi đó, coi thử mình xả nó không được. Tôi ước gì miệng thì nó là muốn hết Covid, nhưng mà trong bụng nó kệ, càng lâu càng tốt. Đôi khi mình vướng vào một cái nó thầm thầm ở bên trong vậy đó. Mà cái chỗ đó Phật gọi là gì? Cái chỗ đó Phật gọi là vi tế. Vi tế hoặc là chỗ đó đó. Thấy không? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc là những chỗ đó đó. Đôi khi chúng ta, hoặc là đôi khi chúng ta, mình lường, mình trốn thuế chỗ này, mình gạt gẫm chỗ kia, và mình có một cái phong nó bao lại, không sao đâu. Mình làm gì để mình có tiền mình đi từ thiện. Thì thành thử ra cái chữ từ thiện đó nó lừa mình mà chính mình cũng không biết. Và cuối cùng mình sống bằng tất cả những cái mưu mô, những cái tính toán, những cái vi tế hoặc đó, mà nó mang một cái nhãn hiệu là từ thiện. Thành thử ra mình phải cẩn thận mấy cái chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình nói cái gì, mình dính vô cái chỗ ôi tất cả các pháp là không, thì mình dính vào cái pháp gọi là không, rồi đi tới đâu cũng là không, trong khi lúc đó không cần nói không. Bây giờ tôi đang cần có nè. Thành thử ra nhân cái việc của cô mà Pháp Hòa nói thêm, để chúng ta tu tập là chúng ta có cái cơ hội chúng ta nhìn sâu vào những cái tâm hành. Trong Bát Nhã Tâm Kinh là sắc thọ tưởng hành á, thì cái chữ hành này là gì? Là tâm hành. Những cái tâm hành mà nó biến dạng mà đôi khi chúng ta không có thấy rõ nó. Dạ mời thầy Thích Chúc Pháp. Dạ cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Dạ muốn gặp thầy có nghe không ạ? Chào thầy. Dạ thầy có nghe con nói không ạ? Dạ thưa con nghe thưa thầy. Dạ, thầy đừng có chừng con với con. Dạ mô Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Là cũng nhân duyên con cũng xin thưa là con có được ngày hôm nay, cũng như là được thừa hưởng cái những cái gì nơi dấu pháp của Đức Phật, cũng như lời giảng dạy của thầy từ khi con còn là một sinh viên đại học. Và cũng báo thầy mừng là cũng nhờ những cái lời pháp của thầy tốt vào tay con từng ngày, từng tháng của những trên con đường con học đạo á, để ngày hôm nay con chuẩn bị báo thầy mừng là đầu năm sau con thọ đại giới, là cũng nhờ những cái lời chỉ dạy cũng như những cái lời pháp thầy đã cho con trên con đường tu học, và cũng rất tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật của con. Thì cũng nhân duyên sao mà cũng còn có mấy tháng con đi thọ đại giới là được ngày hôm nay đã vô tình lên Facebook này là thấy thầy đang nói chuyện trên Zoom.
Con cũng có viết nhiều lời gửi gắm đến thầy, nhưng mà chắc là cũng trong cái những trang mạng trên Facebook hay những cái kênh YouTube của thầy ấy, thì nó đông quá, chắc thầy cũng không có đọc được. Nhân duyên hôm nay con muốn gửi gắm lời cảm ơn và tri ân đến một vị thầy. Tên con cũng có sư phụ là người dẫn dắt con trên con đường học tu nhân học Phật hiện tại ở ngoài đời. Thì nhưng mà trong lòng con vẫn xem thầy như là một người cha đạo của con, người sư phụ. Và con tên đó, tên những ra cá nhân con cũng xin thầy là sư phụ thôi. Nên thầy đừng có xin con là thầy và là với con cũng ái ngại. Nên con xin gửi lời tri ân như vậy. Nhưng con cũng luôn chúc cho thầy là pháp thể sinh an và luôn cho tụi con những cái lời pháp cũng như những lời giảng dạy trên con đường tu tập của tụi con. Nam mô Di Đà Phật. Năm ta mấy tháng nữa đi thọ đại giới ở đâu? Dạ con thọ Ninh Thuận Bạch Sư Phụ. Ninh Thuận, dạ mô Phật. Đại giới đàn gì? Đại với đàn bảo tàng con đang làm với tờ xong rồi quý vị bộ. Hạnh phúc quá thưa thầy, cũng nhân duyên lớn cho con được hôm nay con lại bật cái lời này để trước khi con đi thọ đại giới, con mong thầy cầu nguyện cho con trên con đường học Phật sau này của con nó được nhiều, gọi là con phải cầu sự thuận duyên nhưng gặp được cái bậc thiện tri thức cũng như những vị như sư phụ con đây để đưa con vào đạo. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Con chúc thầy sức khỏe ạ. Con nhường lại cho quý Phật tử khác ạ. Con cảm ơn. Mời con. Ngày rằm tháng tư bừng ánh đào đón mừng Thế Tôn đã ra đời cứu giúp bao người khỏi khổ đau. Xa lìa bến mê lên bờ xa, Như là Thế Tôn người người sáng, chợt người vui mừng trôi nhà tiên, bảy đóa sen vàng năm gót ngọc, dòng như là Thế Tôn, Thế Tôn đã ra đời, hát ca lên hỡi muôn loài, sen vàng ngàn năm đàn hé nở, tươi mát nhân gian dần bụi trần, người đi vội tâm thành kính, chắp tay quy hương Phật đạo xưa, muôn chim chói nhạc ngàn hoa nở. Thế Tôn đã ra đời. Vậy Phật dạy con cảm ơn ạ. Hay quá, cảm ơn con. Vậy may là con ca bữa nay đó, chứ bữa tối 25 con ca là người ta tưởng con ca hát lộn bài rồi. Dạ mời cô Lê Lê, phải không phải? Lê. Không biết cô hay chú. Chị nói chuyện á. Dạ, con chào thầy. Dạ, thầy nghe cô nói không thầy? Dạ nghe. Dạ, con chưa thấy thầy. Dạ nghe được rồi, khỏi thấy. Dạ nghe thấy. Dạ con là Lệ nè. Dạ biết. Dạ. Thầy ơi, con thầy đặt con pháp danh là Từ Hỷ Thiện rồi đó, nhưng mà bây giờ con có một cái thắc mắc là tại sao buổi sáng từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa con ngồi thiền tụng kinh được, mà sao tự chiều là con ngồi thiền không được, con buồn ngủ không à, ngủ không thầy? Đâu có gì đâu cô, thầy chiều thì buồn ngủ thôi. Dạ xong rồi.
con thấy nhiều người người ta cũng ấy mà chiều người ta cũng ngồi thiền được, bạn con đó, bạn con đi chung với con ai ngồi thiền cũng được, ai cũng tụng kinh được, sao con ngồi thiền chiều là con không ngồi thiền được. Buổi sáng từ 4 giờ cho tới 10 giờ trưa con ngồi thiền là được. Dạ thì con tụng kinh cũng được nữa, mà sao buổi thiền. Giờ nào hợp với cô thì cô cứ hành trì. Còn thí dụ bây giờ mình, cái giờ nào mình ngồi mình buồn ngủ thì mình lại dùng giờ đó mình nghe pháp. Tức là mình đừng mình sử dụng cái giờ thời gian nào mà nó thích hợp với mình thôi. Buổi sáng mình phù hợp thì mình ngồi thiền mình tụng kinh, buổi trưa mình hay bị hôn trầm buồn ngủ thì mình nghe pháp. Và thậm chí thí dụ bây giờ hoặc là mình thay vì mình ngồi thiền mình bị buồn ngủ thì mình dùng cái thời gian đó mình tụng, mình lại Phật, mình lại vãng Phật, mình lại sám hối để trị cái bệnh hôn trầm. Đứng lên lại xuống vẫn là hành trì, mà mình hành trì một cách khác để nó phù hợp với cơ thể mình thôi. Nhiều khi cái cơ thể cô á là nó cơ thể sung sướng chỉ làm việc tới 4 tiếng buổi sáng thôi. Có sung sướng gì đâu, buổi sáng thì mà con bán thì giờ bán khuya thì con tụng kinh tới sáng, rồi con bán tới trưa con làm tượng, để tới chiều cái con ngồi thiền con hay buồn ngủ, chỉ vậy thôi. Thôi giờ đừng ngồi thiền buổi trưa nữa, lại Phật làm gì nghe pháp, làm gì làm tu buổi sáng được rồi. Dạ dạ vậy hả thầy. Dạ, dạ. Thầy ơi, con cho hỏi một câu nữa đi thầy, tại vì hồi bữa cái đẹp quy đến nay con chưa nhận được thầy. Dạ từ từ cô, tại vì lúc này COVID nó đi lâu lắm. Dạ dạ dạ, năm mới con chúc thầy với quý thầy quý cô nhiều sức khỏe, vậy con chỉ có như vậy thôi, con rất cảm ơn thầy. Chúc mừng năm mới bình an, tinh tấn. Dạ. Rồi. Dạ mời Nguyễn Huyền, cô Nguyễn Huyền. Dạ thầy ơi, thầy có nghe con nói không ạ? A Di Đà Phật. Dạ nghe chị. Dạ, kính bạch thầy, con là Từ Mãn, con là Nguyễn Huyền là Phật tử Từ Mãn. Con hiện nay đang ở Trà Vinh, đã được thầy quy y ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều. Con xin kính đảnh lễ thầy và con cảm ơn thầy đã cho con một pháp quyến và một tấm chân tình để dang rộng vòng tay đón con vào. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Và hôm nay con có một ý con muốn dâng lên thầy là con muốn tự may cho thầy một y. Con muốn dâng lên thầy nhưng con không biết cách gửi ạ. Và thầy ơi, kính thầy có thể nào hoan hỷ cho con xin số đo để con có thể đo và mai cho thầy được không ạ? Hay gì đâu. Thôi có gì con email cho thầy nha. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Con kính chúc thầy năm mới luôn được nhiều bên thầy là có lẽ là đang là năm cũ, nhưng mà con xin kính chúc, tại vì Việt Nam của con là một tay rồi. Con kính chúc thầy năm mới vui vẻ và Phật sự viên thành. Hay gì đâu. Cảm ơn. Chúc con khỏe mạnh, tinh tấn. Dạ con cảm ơn thầy. Mấy đứa ráng tu nha, thầy thấy tụi con tu thầy vui lắm. Dạ mời chú David Phạm. Dạ mời chú David Phạm. Mời chú Duy Võ. Câu hỏi gì nữa? Dạ anh có nghe con vậy? Ô dạ mô Phật. Dạ sư cô nhìn nhầm tên tưởng chú. Mô Phật, ai còn nhầm tên con. con có câu hỏi là hình nào giờ con chỉ đi theo ông bà con đi chùa thôi. Bây giờ con muốn nghe pháp của thầy quy y mà con không biết làm sao. Xin thầy quan hỷ cho con biết. Xin lỗi cô ở đâu ạ? Dạ con ở Cali ạ. Dạ rồi.
Cô cứ có gì cô liên lạc với Pháp Hòa qua phone, thế cô phone về chùa đi, rồi Pháp Hòa sẽ trợ duyên cho cô trong việc quy y tu tập. Thầy có thể cho con xin số phone không? Dạ 780 471 1093. 780 471 1093. Còn cô không biết, cô cứ Google. Dạ, cô liên lạc về chùa, Pháp Hòa sẽ trợ duyên cho cô nha. Dạ, con chúc thầy nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, cô chúc cô năm mới bình an. Dạ, xin mời vị khác. Ai con? Còn ai chia sẻ gì nữa không? Xin mời. Dạ con mời thầy chúc pháp. Chờ thay xin đi rồi. Dạ muốn Phật và sư phụ là nãy cũng con mới vô, hôm nay cũng vô tình giơ tay mà được bóc lên liền, nên con biết chưa chuẩn bị con mặc áo tầng thiên vụ không ấy. Dạ sư phụ có nghe không ạ? Dạ nghe. Nghe mà thầy. Hồi nãy cũng run quá, cũng chưa, con cũng chưa giới thiệu con cho sư phụ nghe là con là dân là người ở Quảng Nam miền Trung, khúc ruột miền Trung với sư phụ. Dạ. Dạ. Mà ở miền Trung giờ là con ở Quảng Nam, đi xuất gia ở huyện Quế Sơn ở Quảng Nam với sư phụ. Nhưng mà con cũng nãy cũng run quá, cũng chưa được những cái lời gọi là sắc tấn của sư phụ chúc cho con sau này đi tạo giới cũng như tu học có được vững bền hơn, sư phụ cho con những lời pháp như vậy. Năm nay thầy chúc pháp được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mô Phật, con 29 rồi sư phụ. 29 tuổi rồi. Dạ chỉ là vài bữa nữa là lên là làm tỳ kheo rồi ha. Dạ, dạ mô Phật thánh thiên, dạ mỗi nhà ăn mít chi phụ gì đó. Thầy xuất gia được mấy năm rồi? Dạ hiện tại đến bây giờ sang năm là 5 năm rồi thưa chú. Dạ 5 năm là đủ tuổi đi thọ giới rồi đó. Dạ. 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 Nói chung thì có lẽ là những cái lời mà để khuyến tấn cho tất cả các vị tân giới tử thì thế nào thầy cũng sẽ được nghe. Để nhớ không? Tuy nhiên là mình luôn luôn tâm niệm một điều là đi mình đi thọ giới thì rất là dễ, nhưng mà mình hành trì những cái điều mà mình phải rất là khó. Và dù mình có 250 giới thì cũng không ngoài 10 giới căn bản của người xuất gia. Thành thử ra 10 cái giới căn bản đó mình hay gọi là giới của sa di đó. Chứ thật sự mà nói, nếu nói cho đúng ra là nó là giới thèm than nhất cho các vị xuất gia. Trong 250 giới là chi tiết cái vấn đề oai nghi, mình chi tiết thêm. Còn nếu chúng ta giữ được 10 giới, đó là chúng ta là một người tu. Thầy chúc cho thầy chúc pháp mỗi ngày một tiếng nha. Dạ mô Phật. Hạnh phúc quá đi sư phụ, nãy cũng run quá cũng không nói được cái gì. Từ khi đến bây giờ là ước tên duyên gì mà được sư phụ trả lời tin nhắn trên những cái fanpage hay là những cái YouTube mà cũng chưa được. Cũng nghe thời gian qua cũng sám hối, cũng chuẩn bị đi sợ giới này, cũng phát nguyện vậy. Sao được thắng duyên ngày hôm nay được bạch với sư phụ những cái lời mà trước khi con thực sự là gia nhập vào tăng đoàn ấy. Nên là cũng quá hạnh phúc đi sư phụ, cũng là một điều vi diệu. Thầy quý vị hoan hỷ là quý vị có nhắn cái gì trên Facebook hay là ở trên YouTube gì đó, hoàn toàn Pháp Hòa không có coi, không có thấy và cũng không có trả lời được, vì Pháp Hòa không biết mấy cái đó. Pháp Hòa không có biết Facebook là gì đâu, cho nên là không có, cho nên quý thầy có gì cứ gọi cho Pháp Hòa hoặc email thôi, chứ còn Pháp Hòa không biết mấy kia. Gọi là tối nào thế chứ? Lầy thầy bấm lên mạng. Dạ
em bài gửi qua email á, sư phụ. Email thầy pháp hòa @gmail.com. Dạ mô phật. Dạ con kính chúc sư phụ sức khỏe ạ. Đây bây giờ tới giờ cơm của chúng thì con tranh thủ cũng đi. Cảm ơn thầy, chúc khỏe nha. Chúc đại chúng nghe pháp được vui vẻ nha. Con chào sư phụ, chào đại chúng. Mô phật, mô phật. Mô phật. Dạ mời chú Nhân Phạm hay là Nhàn Phạm gì đó. Dạ à, thầy nhớ chị này rồi, chị ở Nghệ An. Dạ là có đi cùng tình thầy Phạm Hoa. Chào chị, khỏe không? Dạ con khỏe ạ. À, con chúc các quý thầy và các quý sư cô ở tu viện và từ khắp mọi nơi thân tâm xin được an lạc ạ. Thầy con còn gửi cho thầy nha, mấy cái vai mà con gửi cho thầy, thầy đọc cho thầy. Chị nói cái chí. Con nói là có mấy cái bài mà con gửi cho thầy á, thầy đọc chưa? Chị gửi ha, chị gửi email á hả? Không, con có gửi email đâu, con gửi thì con gửi Việt qua đây luôn. Ồ, chị gửi con nhận đây luôn, vào đây luôn, vào dùng luôn. Chị gửi thì chị có mấy thầy đọc thôi, qua đâu có đọc cái gì. Chùa tôi thơ hả? À rồi cô chị muốn làm sao? Con muốn nghe thầy đọc lại cho con nghe một lần nữa. À rồi không sao, lát quý thầy cho quà đọc. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ không dám làm mất thời gian của đại chúng, pháp hòa sẽ đọc, quý thầy chị có post đây là quý thầy sẽ cho quà đọc sau nha. Dạ. Cảm ơn chị. Được ạ. Chúc khỏe nha. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều ạ. Trăm năm mới được bình an. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều ạ. Rồi một câu hỏi cuối cùng, có ai hỏi gì không? Có ai chia sẻ, có ai hỏi gì không ạ? Dạ mời cô Quyền Nguyễn hay là Quyên Nguyễn gì đó. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ thầy nghe không ạ? Dạ dạ thưa nghe cô. Dạ dạ Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay có duyên con cũng kính chúc thầy với quý Phật tử năm mới tâm thân an lạc với mạnh khỏe. Con rất là mong muốn có một dịp nào đó con với đồng nghiệp của con sẽ đi được Canada để tham dự cái lễ thọ bát quan trai ở bên chùa. Với lại con cũng có câu hỏi là thầy có thể hoan hệ giải thích giùm con cái ý nghĩa của câu Án Mani Bắt Di Hồng được không thầy? Với lại con có một cái câu chuyện hơi vui vui con kể cho thầy nghe. Là tại vì con làm kỹ thuật viên siêu âm đó. Thì trong cái ngành của con thì con gặp rất là nhiều người. Bệnh nhân của con thì hầu hết là những người lớn tuổi. Thì con cũng có, họ cũng có những cái nỗi buồn khi họ gặp mình. Thì sau khi khám bệnh xong họ cũng nói chuyện. Thì con cũng nói là thôi về nghe pháp của thầy Pháp Hòa đi. Thầy có những cái chỉ dẫn mà chính bản thân con cũng ngộ ra được nhiều thứ lắm. Thì có một bác nói với con là, ô cái thầy đó hả, nhìn mặt thấy cưng lắm. Con nói dạ. Rồi sau đó thì 6 tháng sau con gặp lại thì cái bác nói là ô nhờ cô chỉ hả tôi thích thầy Pháp Hòa lắm, giờ hả lúc nào tôi cũng cặp kè đi theo ổng, cái iPad ở nhà thầy chứ không phải. Dạ con hết ạ. Cảm ơn cô. Dạ cô có gặp mấy quý bác thì nói Pháp Hòa kính lời thăm và cảm ơn quý bác đã cặp kè với Pháp Hòa nha. Dạ. Cái câu hỏi là Án Mani Bát Di Hồng đó,
cô có thể vào YouTube, cô bấm cái bài giảng Án Mani Bác Di Hồng, có Hòa có giải thích cái câu đó trong một cái bài giảng. Xin cô nghe lại cái bài đó giùm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, 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 mô Phật. Dạ, mời chị Từ Gia Bảo. Dạ mời chị. Dạ. Alo. Dạ nghe rồi chị. Rồi hết nghe rồi. Alo, nghe không ạ? Dạ. Dạ nghe. Dạ con chào thầy. Mời chị. Dạ. Con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Dạ thầy nghe không thầy? Dạ nghe. Chị không nghe nói gì hết là biết nghe rồi đó. Chị tiếp tục đi, giờ hết nghe chị rồi. Sao vậy con? Chị bấm vô cái nút cái mic của chị á. Dạ. Được rồi đó chị. Chị để yên đi, chị nói đi. Dạ. Dạ con chào thầy. Hôm bữa con có nhận được cái điệp giới của thầy rồi ạ. Dạ, nhân dịp này con xin gửi lời cảm ơn đến thầy. Dạ, hôm bữa con cũng trước là con xin kính chúc quý Phật tử với thầy với quý tăng ni ở trong chùa được dồi dào sức khỏe. Dạ, hôm nay thì nhân dịp này con xin kính gửi đến thầy. Trước là cô Cúc Nguyễn, con xin gửi lời cô là con mong cô nhận lòng cảm biết lời biết ơn của con đối với cô, nhờ cô mà con biết qua thầy. Dạ ra nữa là con xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Dạ con cũng dạ thầy cho con lên thay muốn nói của con gửi đến thầy ít dòng thơ. Dạ mời chị. Dạ. Dạ có gì mong thầy quan hỷ cho con và con xin sám hối ạ. Dạ mong thầy. Dạ thầy là cái sao bóng cả che mát đường con đi đến những nơi thiện lành. Dạ đợi thầy đợi con chút xíu. Thầy là cây cao bóng cả che mát đường con đi đến những nơi thượng lành. Những lời thầy dạy bảo đã cứu bao người thoát khổ đi đến bến bờ bình yên. Thầy đợi giùm con tí xíu ạ. Cái này là đúng là thơ rơi á. Giờ phải đi lượm thơ rồi. Con gấp quá rồi, cái lộn rồi thầy ơi. Lượm vô. Dạ, có rồi. Con... thầy là cây cao bóng cả che mát đường con đi đến những nơi thiện lành. Những lời thầy dạy bảo đã cứu bao người thoát khổ đi đến bến bờ bình yên.
Con thành tâm cảm ơn người đã sinh ra vị ân sư tu kính, được bao người thương mến. Biết nói làm sao đây, lòng kính mến vô biên của con đến với thầy. Thay lời con muốn nói, chỉ biết học và hành theo những lời thầy dạy. Con xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Đó là những lời con muốn nói đến với thầy ạ. Hay quá. Dạ, con thầy. Dạ, có gì con mong thầy quan hỷ cho con và con xin thành tâm sám hối với thầy. Dạ. Cảm ơn chị. Không vậy... biết thầy cây cao nhiêu, bóng cả nhiêu mà đọc 4 lần là cũng cả dữ lắm và cao dữ lắm. Cảm ơn chị và đại chúng. Thưa đại chúng, nãy giờ mình cũng hơn 2 tiếng ngồi lại để chia sẻ những cái câu hỏi cũng như những cái gì mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Thì Pháp Hòa không dám giữ đại chúng lâu hơn nữa, tại cũng hơn 2 tiếng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xin kết thúc. Và Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài để làm món quà tặng cho đại chúng nhân cái ngày cuối năm, cũng là đầu năm. Tại hiện nay chúng ta đang ngồi đây có những người sắp đang là cuối năm và có những vị đang là đã đi vào năm mới rồi. Thì Pháp Hòa xin hát cúng dường đại chúng bài Viên Ngọc Quý. Bài này lấy cái ý từ Kinh Pháp Hoa, lời thơ của sư ông Làng Mai. Và Pháp Hòa không nhớ vị nào đã phổ nhạc, và cái bản nhạc này đã phổ mấy chục năm về trước rồi, rồi rất là lâu. Thì hồi nhỏ Pháp Hòa hay hát cái bài này, và lâu lắm rồi không có hát, cho nên hôm nay thấy... cái giờ phút này nó cũng tương ứng với cái lời thơ, và cho nên xin hát để cúng dường đại chúng. Để quỳ lên hát cho nó căng, để cho nó không vậy thôi được. Hãy dâng cho nhau sự sống lãng chú phút giây này thôi. Hãy buông tha dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Châu bao chất đầy thế giới, tối đêm tăng bàn sáng nay, một vóc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiến bày. Chim hót hồng gieo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ánh mắt đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất xưa nay, cầu thực tha phương, hãy thôi làm thân cùng từ, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy thôi làm thân cùng từ, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc lãng tru phút giây này thôi. Hãy buông tha dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Châu bao chất đầy thế giới, tối đêm tăng bàn sáng nay, một vóc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây,
chỉ cần một hơi thở nhẹ là bảo phép là hiến bay. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất tha phương, cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng từ, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy thôi làm thân cùng từ, về đây tiếp nhận gia tài. Mong đại chúng hoan hỷ mấy ngày nay tụng kinh nhiều cho nên hết hơi. Xin chúc đại chúng sống được như lời thơ, mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiện bày. Mình là người giàu sang bậc nhất, nhưng mình không biết tha phương cầu thực xưa nay. Hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Gia tài của chúng ta là giáo pháp của Phật. Gia tài của chúng ta là từng hơi thở nhiệm màu mà chúng ta đang có được. Chỉ cần một hơi thở còn thì tất cả còn. Hơi thở không còn thì tất cả đều không còn. Cho nên hơi thở là mỗi viên ngọc. Mỗi bước chân mình cũng là mỗi viên ngọc. Mỗi cái nhìn của mình cũng là mỗi viên ngọc. Cho nên dù cuộc sống có thiếu thốn, có khổ đau như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn còn đang thở, vẫn còn đang sống. Và những cái đó đều là những bài học, những viên ngọc quý để cho chúng ta phải dùi, phải chùi mài để khi nào viên ngọc nó sáng lên. Xin dâng viên ngọc này lên để cúng dường toàn thể đại chúng nhân ngày đầu năm mới. Xin phép được chấm dứt ở đây. Và kính chúc đại chúng có những giây phút cuối năm thật là bình an. Những vị nào đã bước sang ngày mới rồi thì mong đại chúng luôn luôn có cái tâm niệm hân hoan, giống như là mình đón một ngày xuân mới vậy. Thiền sư Mãn Giác, tức là Hòa Thượng Mãn Giác, ngài có cái câu: ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Ngày nào cũng là ngày mới của mình hết. Chúc đại chúng an lạc. Và 11 giờ rưỡi chúng ta sẽ cùng ngồi thiền để đón mừng năm mới nha. Quý vị nào đang ở Việt Nam, quý vị cũng có thể tham dự dâng đèn cúng đầu năm. Ở Bắc Mỹ thì chúng ta sẽ dâng đèn cũng giây phút giao thừa. Trong vòng 2 tiếng nữa phải không? 2 tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại. Quý vị nghỉ ngơi. A Di Đà Phật.